Con người sinh ra ở bất cứ nơi nào đều phải ăn và uống để tồn tại và phát triển. Nhưng ở mỗi nước, ở mỗi dân tộc, tùy theo vào thiên nhiên, hoàn cảnh, tập quán của mình mà có cách ăn, cách uống khác nhau. Ở Việt Nam, từ ngàn xưa, trong ăn uống có sắc thái độc đáo của Việt Nam, có tính thẩm mỹ truyền thống Việt Nam, có đặc trưng trong mối quan hệ cộng đồng từ gia đình cho đến xã hội về mặt tình cảm, đạo đức. Ăn và uống là bộ phận không thể thiếu được, tô điểm vẻ thanh tao cho cuộc sống đời thường, một nét văn hóa đáng quý trọng trong tổng thể nền văn hiến của dân tộc. Nét văn hóa đó thật phong phú, đa dạng. Có khi chỉ qua một vần thơ, một câu tục ngữ hoặc một lời truyền tụng dân gian đã có ý nghĩa khuyên răn, giáo dục sâu sắc, như ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn, ăn xem nồi ngồi xem hướng, học ăn, học nói, học gói, học mở, tay bưng đĩa muối chấm gừng, gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau. Hoặc là phải biết quý hạt lúa là hạt vàng, biết ghét và khinh miệt những kẻ ngồi mát ăn bạc vàng, ăn trên ngồi trúc, hoặc kẻ lười biếng dài lưng tồn vải, ăn no để nằm. Nét văn hóa trong ăn uống Việt Nam là thương nhau, chia cùi, sắn lùi, bát cơm xẻ ngựa, chăn phui đắp cùng, hoặc là thương chồng nấu cháo le le, nấu canh bông lý, nấu chè hạt sen. Nét đẹp văn hóa trong ăn uống Việt Nam biểu hiện ở lòng ham muốn tốt bậc của Bác Hồ, được nêu lên trong di chúc là ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Đó là lý tưởng của Bác, của nhân dân Việt Nam phải có cơm ăn, áo mặc để rồi tiến tới cuộc sống hạnh phúc, ăn ngon mặc đẹp. Sau 10 năm đổi mới và mở cửa, đất nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, như bước vào một tương lai huy hoàng, một mùa xuân tăng hoa rực sắc. Vì thế, cùng với ý chí quyết tâm phát triển nền kinh tế vững mạnh, nhân dân ta còn đang từng bước khôi phục và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong văn học nghệ thuật, dân ca, nhà cổ, trong tái tạo các di tích lịch sử bị chiến tranh tàn phá, trong các lễ hội dân tộc, trong y học cổ truyền Việt Nam, vân vân. Và hiện nay đã đến lúc nhân dân Việt Nam phải khôi phục và phát huy cả về bản sắc Việt Nam trong ăn uống, sưu tầm các món ăn phong phú độc đáo của Việt Nam từ khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, có khi chế biến đơn giản, giá rẻ mà vẫn ngon lành và hấp dẫn, để từ đó xây dựng một nền nghệ thuật ăn uống Việt Nam. Nó không những giúp cho các bữa ăn ngon lành, tăng sức khỏe cho người lao động, mà còn thu hút du khách tứ phương, góp phần tạo mối quan hệ hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, làm cho đất nước giàu đẹp, văn minh. Sáng kiến tổ chức một cuộc hội nghị khoa học về bản sắc Việt Nam trong ăn uống là bắt nguồn từ quan điểm đó. Đồng thời, đối với Đại học Hùng Vương, đó còn là sự mong muốn phát huy một khía cạnh liên quan đến nội dung đào tạo ngành du lịch ở bậc đại học. Sau một thời gian chuẩn bị, hôm nay được Ủy ban Nhân dân và Sở Văn hóa Thông tin Thành phố cho phép, trong niềm vui chào đón ngày truyền thống của trường, ngày giỗ tổ Hùng Vương sắp gần kề, trường Đại học Dân lập Hùng Vương cùng báo Sài Gòn Times và khách sạn Majestic với sự bảo trợ của Sài Gòn Tourist tổ chức hội nghị khoa học về bản sắc văn hóa Việt Nam trong ăn uống lần thứ nhất, để quý thầy, các nhà nghiên cứu bản sắc trong ăn uống giới thiệu các công trình của mình
trao đổi kinh nghiệm, đề xuất ý kiến và rút ra những kết luận cần thiết ban đầu, góp phần giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa Việt Nam trong ăn uống nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung. Đó là nội dung và ý nghĩa của hội nghị khoa học hôm nay của chúng ta. Xin cảm ơn. Khách quý ở thành phố Hồ Chí Minh, từ Hà Nội xa xôi, từ Thừa Thiên Huế, Quảng Nam Đà Nẵng và một số các địa phương khác không quản xa xôi cái tờ và là ngày chủ nhật đã tới dự đông đủ và nhiệt tình. Thay mặt các tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đại biểu các cơ quan trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh có ông Nguyễn Tiến, Bộ trưởng Ban Khoa giáo Trung ương đặc trách phía Nam. Giáo sư Lý Hòa, Bí thư Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam và một số các đại diện các cơ quan trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện các cơ quan thành phố có ông Trần Đình Đăng, học giả, nhà nghiên cứu kinh tế xã hội, vì lão thành cách mạng, là người hỗ trợ tích cực cho hội nghị hôm nay của chúng ta. Tiến sĩ Nguyễn Chí Cương, nguyên thứ trưởng Bộ Y tế, giám đốc tổng công ty y dược phẩm Việt Nam. Cơ quan thành phố còn có đại diện Ban Dân vận Thành ủy, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Thành phố, Sở Giáo dục Văn hóa Thông tin, Sở Du lịch, các cơ quan đại diện quận ủy, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc của quận 5 là nơi trường đại học cùng vương đóng. Chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh. Từ Hà Nội vào, xin trân trọng giới thiệu giáo sư Trần Quốc Viện, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng thư ký Hội Việt Nam, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, ông Văn Sơn, nhà nghiên cứu, ông Nguyễn Hà, nhà nghiên cứu và một số các vị khác. Tại Thừa Thiên Huế, có ông Nguyễn Xuân Hoa, Giám đốc Sở Thông tin Văn hóa, ông Hoàng Phụ Ngọc Cường, Hội Văn nghệ Thừa Thiên Huế, ông Phan Thần An, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, ông Trần Đức Anh Sơn, Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Huế và một số các vị khác ở Thừa Thiên Huế. Đồng thời từ Đà Nẵng có ông Nguyễn Văn Xuân, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam và một số các vị cùng đi. Ba cơ quan đồng tổ chức hội nghị khoa học trường đại học Vương có giáo sư Trương Quốc Cán, chủ tịch hội đồng quản trị, giáo sư Ngô Gia Huy, hiệu trưởng các thầy trong hội đồng quản trị và ban giám hiệu các trường phó khoa phòng ban trung tâm, các giáo sư giảng viên và đông đảo công nhân viên và sinh viên trường. Báo Sài Gòn Times có Vũ Ngọc An, phó tổng biên tập và một số cán bộ ở trong tòa báo. Khách sạn Magic có ông Trần Hùng Hiền, giám đốc và một số cán bộ nhân viên của khách sạn. Đại diện Sài Gòn Tourist có ông Đồ Văn Hoàng, giám đốc và một số các vị ở trong báo Sài Gòn Tourist. Đến dự còn có đông đảo các báo cáo viên và các vị khách quý là những giáo sư, phó giáo sư, nhà văn, nhà báo, bác sĩ, dược sĩ, lương y, các nhà nghiên cứu ở các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các cơ quan báo chí cùng nhiều bạn bè đồng nghiệp thân hữu của cơ quan đồng tổ chức hội nghị khoa học hôm nay. Chúng tôi xin giới thiệu đến dự hôm nay còn có đại diện các trường đại học là những cái trường bạn, đặc biệt trong đó có một số trường đại nghĩa như là Đại học Ngoại ngữ Tin học, Đại học Văn Lang, Đại học Khoa học Công nghệ, Kỹ thuật Công nghệ và một số trường đại học trung học bản khác. Các cơ quan truyền thông báo chí
có Việt Nam Thông tấn xã, Đài Truyền hình thành phố và một số đông các tổng biên tập và phóng viên các báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự có mặt đông đảo của quý đại biểu, quý khách là niềm khích lệ lớn đối với chúng tôi, Đại học Hồng Vương, báo Sài Gòn Times, khách sạn Majestic là những người đã tổ chức hội nghị góp phần cho hội nghị khoa học hôm nay thành công tốt đẹp. Đề nghị hội nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh và tỏ lòng chân thành cảm ơn sâu sắc các vị đại biểu và các vị khách. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu chủ tọa đoàn của hội nghị khoa học hôm nay. Thứ nhất, giáo sư thạc sĩ Ngô Gia Hy, hiệu trưởng trường Đại học Hồng Vương. Hai, giáo sư Tạ Văn Thành, trường khoa du lịch Đại học Hồng Vương. Thứ ba, ông Nguyễn Nhạ, phụ tá hiệu trưởng trường nhóm nghiên cứu về ăn uống Việt Nam của trường Đại học Hồng Vương. Ông Võ Ngọc An, phó tổng biên tập báo Sài Gòn Times. Bà Kim Hạnh, Sài Gòn Tiếng Thị, phụ trách thư ký của hội nghị khoa học hôm nay. Ông Trần Hùng Việt, giám đốc khách sạn Majestic, và ông Đỗ Văn Hoàng, giám đốc đại diện Sài Gòn Tourist. Xin mời các vị trong đoàn trực tiếp lên bàn làm việc. Chúng tôi cũng mong rằng là cái phần chương trình của chúng ta để mời là có cái phần thảo luận sau khi chúng ta nghỉ để lao 15 phút. Cho nên chúng tôi cũng mong là quý vị cũng có báo cáo để cùng tham gia thảo luận của chúng tôi. Và cái trọng tâm thảo luận là xin một vài cái ý kiến liên quan đến cái đặc trưng chung và đặc trưng riêng của phương tiện. Và sau đó là làm thế nào để phát triển ăn uống của Việt Nam trở thành một cái văn hóa ăn uống mà mọi người biết, thế giới đều hiểu biết. Thì bắt đầu tôi phải xin giáo sư Ngô Gia Hy, hiệu trưởng của Đại học Hồng Vương phát biểu. Toàn thể hội nghị, trong một kiếp nhân sinh, cái dễ mà cái khó là ăn và nói. Cho nên các cụ thường nói ăn nói như thế nào, mà quả thật vậy, đã có người chết vì ăn, đã có người chết vì nói. Vì vậy câu đầu tiên mà tôi muốn thưa với quý vị là tôi không biết ăn biết nói làm sao bây giờ, vì tôi không phải là một người sành ăn, cũng không phải là một nhà nghiên cứu về xã hội, về văn hóa. Trong đó tại hội nghị này, ăn và uống sẽ được mổ xẻ như một khoa học và một nghệ thuật. Do đó, nếu ở cương vị một ông thầy già gốc miền Bắc và tuổi nhỏ sinh sống ở thôn quê, nên thường hồi tưởng lại những bữa ăn thanh đạm với tương cà dưa muối, thì có lẽ tôi không dám nói điều chi hết. Vậy tôi xin phép thay mặt Đại học Dân lập Hùng Vương mà tôn chỉ là giữ gìn và phát huy nền văn hóa của truyền Việt Nam, đồng thời phát triển, để thưa gửi đôi lời về đề đạt một vài ước vọng. Với hậu ý là sau hội nghị này, Đại học Dân lập Hùng Vương sẽ tiếp nối công việc nghiên cứu hỏng trong tương lai thành lập khoa ăn uống với sự giúp đỡ và tham gia của quý vị và quý bạn. Văn hóa là nếp sống của một dân tộc. Ăn và uống là một khía cạnh của văn hóa. Cùng với quá trình lịch sử của dân tộc, ăn uống dù có thay đổi và pha trộn, chúng ta đã ăn uống pha trộn khá nhiều, nhưng vẫn giữ được bản sắc của nó. Vì ăn uống dựa vào những yếu tố thiên nhiên như thời tiết, cây cỏ, súc vật, gia súc mà ít khi đổi biến, cũng như những yếu tố phong tục, tập quán
và cả tín ngưỡng, và nhất là tín ngưỡng đó. Nó thường gắn liền và tồn tại với một chủng tộc. Cái nôi của dân tộc Việt Nam là vùng sông Hồng và núi Tạng, do đó lúa gạo là cơ bản của thực phẩm. Cũng xin mạng phép đánh dấu ngoặc là Lê Quý Đôn có kể hàng trăm thứ đạo. Riêng Yasuya trong quyển biết hiểu biết Việt Nam thì nói rằng chúng ta có một hàng nghìn thứ đạo. Vậy bánh chưng bánh dày rõ ràng đã đủ sức nuôi quân của Quang Trung để quét sạch quân thù ra khỏi bờ cõi. Rồi ngoài đồng ruộng còn có núi sông bát ngát, bờ biển dài vạn dặm là nguồn thực phẩm vô cùng phong phú. Do đó ăn uống của người Việt mang những sái thắc thái độc đáo mà hội nghị này chắc sẽ phân tích và đề xuất hướng phát triển và phương pháp phát triển. Nhưng từ thực phẩm, chúng tôi thiết nghĩ nấu nướng, pha chế, gia giảm và thêm gia vị mới để là đặc sắc của một dân tộc. Các quý vị còn nhớ là trong thế giới đã xảy ra chiến tranh vì gia vị. Người Việt không thua gì về phương diện này. Riêng tôi đã nhận định từ thịt lợn, chúng ta có hơn 100 cách để mà pha chế ra món ăn. Thế rồi nữa, lại còn có món ăn chả. Ví dụ muốn ăn ngon thì ta làm món chả cầy, và món chả cầy thì cũng không kém gì cái món cầy thật đâu. Vậy tôi mong rằng trong hội nghị này sẽ đề ra những món chả khác, món khỏ đã ra đời mà vẫn ngon. Ngoài khẩu vị, bữa ăn của người Việt còn mang tính chất lý âm dương, đối kháng nhưng hòa hợp với ngũ hành sinh khắc mà hài hòa. Mứt và chè lam ngũ vị và cả bánh chưng bánh dày đủ nói lên điều này. Thịt cầy phải đi với lá mơ, ốc nhồi phải đi với ớt cay mới phải làm loạn ngũ hành sinh bệnh. Như vậy ăn uống của người Việt còn mang tính khoa học thực dụng. Nghệ thuật kết hợp với khoa học cũng là những điều mà hội nghị này mang ra thảo luận để biến thức ăn thành thuốc dự phòng và trị liệu. Nhưng khi đó cá nhân tôi suy nghĩ không biết có đảm mất ăn ngon không, bởi vì vừa ăn vừa lo thì cũng khó ngon quá. Sáng đến phong cách ngồi ăn theo truyền thống, người Việt ngồi ăn chung quanh chiếc mâm. Mâm vừa thuận tiện mang đi đâu cũng được, rồi lau chùi cũng dễ, cất đi cũng dễ, mà lại giúp thể hiện tình bình đẳng và thân mật trong bữa ăn. Tôi còn nhớ khi tôi ăn cơm với mẹ tôi thì mẹ tôi nhìn xem bạn tôi ăn uống như thế nào, rồi nhất là nhìn tôi ăn uống như thế nào, rồi lúc mới người ăn và có xin chỉ ăn lúc sau cùng và muối canh rau thôi. Đó là tinh thần của Việt Nam. Rồi trong việc họ, chúng ta có mâm cụ, các cụ, rồi mâm thanh niên, mâm trẻ em, mâm phụ nữ. Tôi cũng còn nhớ khi mà còn nhỏ thì được đi được họ mà ngồi ăn á, thì tất cả các trẻ con và nhất là các bà hầu như là chỉ có chăn nước suýt thôi, còn tất cả những ngon á, thì mang về để cho các cụ ở nhà không đi dự buổi họp. Đó cũng là văn hóa Việt Nam. Vậy trong bữa ăn sắp tới đây thì chúng ta có nên thay đổi không, và thay đổi như thế nào cho phù hợp với thời đại mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc? Mâm với chiêu hay bàn với ghế phối hợp sau đây, một bài toán thiết tưởng khá thú vị. Thử tưởng tượng trong một bữa tiệc tiếp tân ngoại giao với quan khách, ngồi trên thảm đỏ quanh từng chiếc mâm đồng mâm bạc, mỗi mâm năm vị nâng cốc rượu đế, thưa các vị rượu đế chúc mừng nhau trong phòng khách nhất mà trang trí hoàn toàn mang đi Việt Nam. Biết đâu rằng đó sẽ thành tục lệ. Phải chăng vua chúa Việt thời xưa đã tiếp đãi các bà ngoại giao như vậy? Ngày nay thiết nghĩ tại sao chúng ta không cho nó sống nào? Bây giờ xin nói tiếng uống, đã ăn thì phải uống. Về vấn đề uống thì như tự hào dân tộc Việt Nam không có bao nhiêu. Rượu đế hầu như chiếm định độc tôn, làm sao đây để tiến tới
thức ăn nào rượu đấy cho nó thêm hương, uống thấy hương phấn mà không say như chén rượu mình tìm. Sau cùng với tình hình công nghiệp và hiện đại hóa rồi đây sẽ giản dị hóa bữa ăn như thế nào mà vẫn giữ được bản sắc Việt Nam, bữa cơm tay cầm ngày mai sẽ phổ biến như sau. Nhưng trên thực tế đừng quên rằng người lao động Việt Nam đã có nó từ xa xưa, tức là cơm nắm muối mừng. Và đồng bào thợ khi đi xa luôn luôn có cái ấm cơm nhất ở bên mình. Nhưng mà hội nghị này chắc cũng sẽ nghĩ ra cách nào đó để giữ nó khỏi thiếu. Kính thưa toàn thể hội nghị, dân tộc nào cũng có những điểm đáng tự hào trong ăn uống. Cái khó là làm thế nào những điểm tự hào đó được người khác chấp nhận và nghe theo và ăn theo. Ăn cơm tàu ở nhà tàu, lấy vợ nhận, ước mong hội nghị này sẽ vạch ra con đường để ăn cơm tàu trở thành ăn cơm biển, còn lấy vợ biển thì là vấn đề khác. Tục ngữ ta có câu: có con mà gả chồng cần, có bát canh cần nó cũng đem cho. Một bát canh cần, vài quả cà pháo cho bát cơm trang nước chả muối, một đĩa dưa muối và một chén tương phi mỡ hành với cơm nguội đủ để thành bữa tiệc. Phải chăng bên cạnh thực đơn còn có cái gì khác nữa để ăn uống ngon miệng và ngọt bụng? Xin để hội nghị tham khảo, nghiên cứu và trả lời. Kính chúc hội nghị thành công. Nếu tôi không nhầm thì đây là của bản thân rồi, ông không bao giờ. Quý vị, cái bài mà chúng tôi muốn phát biểu là chiến lược tình hình và phát huy bản sắc Việt Nam trong ăn uống. Khi nói là chiến lược thì có vẻ to lớn, nhưng mà thực tế nếu mà chúng ta muốn cái văn hóa ăn uống mà phát triển như nhiều người đã có cái tiên đoán, cái tiên đoán mà trong cái bài phát biểu, trong cái bài báo cáo của chúng tôi có ghi đó, là một giáo sư Nhật Bản cũng thấy rằng là cái ăn uống của Việt Nam là một cái nền ăn uống có nhiều triển vọng, là cái có thể là cái tiêu biểu điển hình cho cái đa dạng. Và ngày gần đây thì thế giới sẽ biết, hiện giờ thì có một số biết rồi, nhưng mà làm sao để tất cả để thế giới được biết? Như vậy chúng ta phải có một cái chiến lược, mà nên là không phải ngày một ngày hai, những người nghiên cứu trình bày rồi tất cả mọi người có cái chức năng đó làm thế nào để thể hiện. Thì hôm nay chúng tôi mang phép được trình bày một vài nét. Thứ nhất là chúng tôi nói cái tiềm năng như thế. Ngày hôm qua thì có người, có một phóng viên nhà báo nói rằng là cái tiêu chí nào để mình gọi là thích hình bây giờ. Thì theo tôi đó, cái tiêu chí mình phải dùng những phương pháp đối chiếu để tìm cái đặc tính, cái gì mà mình khác người hay là miền khác. Cái khác đó là cái đặc điểm của mình. Cái khác đó có thể là do mình chính mình sáng tạo ra, hay là mình tiếp thu cái đa người biết những khác đi hay của mình. Thì chúng tôi thấy rằng là cái đặc điểm chung đó thì có cái điểm trong báo cáo tôi đã thấy rõ. Thì một đó là cái tính đa dạng, thứ hai là tính ít mỡ, ít hay là không có cholesterol, thứ ba là cái hương vị đậm đà, dùng nước mắm để mà nêm và chấm và nhiều gia vị cách tự nhiên chứ không phải là biến chế như là các nước khác, cho nó có cái Trung Quốc. Thứ bốn là tính tổng hóa, nhiều vị nhiều chất và nó biến hóa rất là phong phú. Thứ năm là tính ngon lành, ngon và lành, đã ngon nhưng phải lành đây.
thì hội nghị này sau đó thì chúng tôi sẽ dẫn chứng đấy. Ví dụ như cái món mà giò lụa thì chúng tôi làm vẫn không có bột ngọt mà không có hành he, vẫn ngon và những quả là tính lạnh, và đấy thì chúng ta sẽ cố gắng thực hiện đó. Và quý vị đã thấy chúng tôi giới thiệu 170 món đó thì cố gắng bảo đảm cái yêu cầu này rồi. Thứ bốn, thứ sáu tức là đừng dùng đũa để mà gắp thức ăn sắt từng miếng nhỏ, thì quý vị đã thấy rõ rồi. Thứ bảy là cái tính cộng đồng, tính cộng đồng của nó là rất nhiều cái thể hiện trong báo cáo của nó. Cái tính tình cảm khi yêu khách chúng tôi cũng có trình bày đó. Các món ăn thường dọn sẵn thành vâng nhiều món hoặc là tất cả. Chúng tôi xin phép lại biết là dùng cái phương pháp đối chiếu để tìm những món ăn độc đáo của Việt Nam, thì chúng ta có thấy là có thể là nước mắm và các loại mắm rất là độc đáo. Và tuy nhiên các loại mắm thì chúng ta có thể một số chúng ta giống ở các nước Đông Nam Á đấy, nhưng mà nước mắm theo tôi là một cái thức độc đáo. Các loại chả, chả thì chúng tôi sẽ giới thiệu như là chả trứng túi hữu cơ hay là chả xuyên sông vân vân, rất nhiều loại chả. Các loại giò, giò lụa, các loại nem, nem hình thức biến chúng ta là chè. Các loại nộm chúng tôi sẽ giới thiệu như là cái nộm rau cần, gỏi, rất nhiều là gỏi, phải có sen, phải vân vân, và nó có tính bài thuốc rất là cao. Rồi các loại nấu, các loại luộc, một số báo cáo viên cũng sẽ nhắc về vấn đề đó. Các loại canh, rất nhiều canh, cái canh mà canh rau đây, chúng tôi biết nữa là thực sĩ Bùi Kim Tùng cũng có nói đó, có tính bài thuốc rất là cao. Các loại bánh, nhiều bánh đóng, bánh su xê, bánh ít, bánh gai, vân vân. Các loại kho, kho tổ và các loại nướng. Thì trong đó thì nướng đó thì các bỏ nướng vịt, vân vân tất cả đó. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng xin trình bày về cái chiến lược phát huy bản sắc Việt Nam trong ăn uống. Một là các nhà nghiên cứu cùng quý vị có chức năng, trong đó thì công ty du lịch hay là các nhà hàng, khách sạn vân vân, cũng như là các cơ quan nhà nước, làm sao mà xác định cái chiến lược để mà phát huy. Chúng tôi đề nghị là một là sưu tầm phát huy các món ăn độc đáo mà hiện giờ là lưu truyền ở trong các gia đình mà có nhiều truyền thống nấu ăn. Hai ba là nâng cao chất lượng tính và ngon lành. Chúng ta có làm sao mà dùng được có rất nhiều những cái món rất thông thường nhưng mà bảo đảm cái tính ngon và lành đó. Thứ tư là có kế hoạch xây dựng các tổ chức nghiên cứu và đào tạo tiến tới hình thành Hàn Lâm Viện. Nếu mà một lúc nào đó mà chúng ta có cái Hàn Lâm Viện về ăn uống Việt Nam thì tôi nghĩ là như thế là văn hóa uống Việt Nam đó đã đến đến cái mức độ mà mọi người đều biết, thế giới đều biết. Thứ năm là xây dựng các khu du lịch ăn uống, các khu du lịch ăn uống là mà các nhà hàng điểm nhóm chúng tôi đã chọn khách sạn Mantis là cái nhà hàng điểm và trong này có thể có rất nhiều khách sạn được phát triển để có cái chất lượng cao và phong cách ăn uống Việt Nam. Và thứ sáu là xây dựng các thực đơn Việt Nam, tiệc cưới có cái tính cách Việt Nam hay là tiệc đãi quốc khách có thể như Việt Nam, hay là đi hàng không hay là đường sắt vân vân đó, có những cái món ăn Việt Nam. Đấy là chúng tôi tóm tắt một vài cái nội dung chủ yếu trong bản báo cáo của tôi. Xin quý vị đọc lại trong các bản báo cáo. Xin cảm ơn. Ta có các cái mối quan hệ rất là nhiều chiều. Trước hết là quan hệ tự nhiên mà có người gọi là theo chiều cao. Các hệ sinh thái tự nhiên quy định hệ ăn uống như là nước chè, nước phối, nước khoáng tự nhiên. Khí hậu nhiệt ẩm, gió mùa, nhiệt đới khuôn các nền văn minh Đông Nam Á vào nền văn minh lúa nước, và công thức ăn cổ truyền của Việt Nam là cơm cộng rau cộng cá. Con người có quan hệ với xã hội, tức là quan hệ theo chiều rộng, có cố dỗ, cố đám, đám ma, chay, cưới xin, và có tính chất cộng đồng và tinh thần cộng cảm. Mâm cơm gia đình thường ngày Việt Nam cũng mang tính cộng đồng,
ăn chung, chấm chung một chén nước mắm hay là một chén tương, ăn chung nồi, ngồi chung hương. Con người có quan hệ với chính mình là quan hệ theo chiều sâu, có mặt cá thể như là ăn riêng hay là ăn kiêng. Con người có quan hệ theo chiều lịch sử với tổ tiên, có cỗ bàn cúng dỗ tổ tiên hưởng hương hoang, con cháu thụ lộc tổ, ăn chung cả nhà, cả họ, cả làng và tăng cường tinh thần cộng cảnh. Như vậy, ăn uống là văn hóa và cũng cần sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến, truyền dạy. Như dân ta nói, học ăn, học nói, học gói, học mở. Giáo dục ăn uống và sự truyền đạt văn hóa ăn uống. Thứ ba, có một văn hóa ẩm thực Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Cái thống nhất là cơm, gạo, bột gạo, bánh đa nem, bánh cuốn, bánh bột, bánh dày, bánh chưng hay là bánh tét. Cái đa dạng như phở Hà Nội, bún bò, giò heo Huế, mì Quảng, hủ tiếu Sài Gòn, mì Thò. Bản sắc theo tôi là người Việt Nam thích ăn chất luộc, ăn cả nước lẫn cái và húp canh từ đầu đến cuối bữa, chứ họ không ăn súp theo kiểu Tây. Nướng rồi nộm nhiều thứ hỗn hợp để đỡ ngấy, để điều hòa âm dương, như giáo sư Nguyễn Đình nói. Từ gốc rễ mà phát triển lên trong tiến trình lịch sử là từ thịt thú rừng đến thịt động vật nuôi, từ rau trại, rau dại đến rau trồng, nhưng chúng không có tính cách loại trừ nhau mà có tính chất bổ sung theo một tỷ lệ thích hợp nào đó. Có sự giao lưu và hội nhập như cà ri, Ấn, thịt kho tàu, vi tết Tây, cái nội sinh và cái ngoại sinh sau khi Việt Nam hóa đều trở thành những thành tố của văn hóa ẩm thực Việt Nam. Bây giờ có phong trào trở về cội nguồn, cơm niêu, cá kho tộ, không bày biện như những và như những người đã đi khai sơn phá thạch vùng Sài Gòn Nam Bộ trên dưới 300 năm qua. Ngon nhất là nướng mèo, cội nguồn hoang sơ là cái thu lượm được, chế biến qua nước là luộc, qua lửa là nướng, qua đất là cá bao nung vỏ lò, cá kho tộ, cơm niêu vân vân. Xin phép kết luận, giữ gìn cái dân tộc và cái dân gian trong văn hóa Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, giữ gìn như ăn ốc luộc, phát huy như ốc sả, thịt vân vân, có hội nhập tiếp thu như là salad, cần tây, cải so, nhưng vẫn giữ gìn và phát huy bản sắc Việt Nam trong ăn uống. Xin chào. Do nhà đấy, cái bài này chúng tôi xin khảo sát từ ăn uống và một số từ có liên quan để tìm ra một cái nét, một cái nét đặc biệt trong cái đặc biệt ăn uống của Việt Nam. Cái phương pháp là chúng tôi dùng phương pháp thống kê và so sánh tư liệu là chừng mười mấy cuốn từ điển, trong đó có 5 cuốn từ điển tiếng Việt, 3 cuốn từ điển tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng vài ba cuốn từ điển tiếng Pháp và vài ba cuốn từ điển tiếng Anh. Cái sản phẩm báo cáo là gồm có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất là so sánh 2 cái động từ ăn và uống với một số động từ không ngừng trong tiếng Việt. Trong này quý vị thấy là ăn có một cái số lượng từ ghép rất nhiều, nó chiếm đến 10 cột trong 4 từ điển tiếng Việt do Văn Tân và Nguyễn Văn Đảm chỉnh lý xuất bản năm 1977 tại Hà Nội. Ăn chiếm đến 144 từ, đánh, làm, nói, bắt và đi, đó là những từ chiếm số lượng cột rất nhiều, có thể gọi là nhiều nhất trong 4 từ điển tiếng Việt. Thì ta thấy rằng còn cái uống và mặc thì không có cái số lượng từ điển nào. Thì ta thấy đây, ta sẽ thấy rằng cái ăn là nó chiếm cái vị trí tuyệt đối, nó rút dưới cái đánh, làm, than, nói và mặc. Thì những cái điểm đó cho ta thấy rằng ăn chiếm một cái vị trí, một cái chỗ quan tâm hàng đầu trong cái tâm trí của người Việt. Nhưng cái đồng tiền khác chiếm vị trí lớn là vì nó liên quan đến cuộc sống, liên quan đến cái sự sống còn của người Việt, cho nên nó cũng xuất hiện nhiều. Trái lại,
uống và mặc. Không hiểu sao là không có một cái từ ghép nào. Như vậy, bạn chăng người Việt Nam quan thường cái sự uống và sự mặc hoặc là không chú ý đến. Rồi tôi xin có những cái nhận xét về cái mặt thứ nhất. Thứ hai là so sánh một số từ có liên quan đến ăn uống trong tiếng Việt. Thì trong này tôi chia làm bốn nhóm. Nhóm thứ nhất là bốn động từ đói, say, khát và no. Thì số lượng từ ghép của đói 12 từ, say 8, khát 5, no 4. Thì tôi lại nhận thấy là cái từ đói nó lại chiếm tâm trí người Việt nhiều hơn là say, khát và no. Như vậy là chứng tỏ rằng người Việt ta cái chuyện mà uống cho đạt khát thì không thành vấn đề, no là chẳng có điều đến đến và như vậy đói là điều chắc chắn. Đấy, đồng thời kể từ cái bản thứ nhất có thể rằng ăn nó chiếm tâm trí nhiều, thế nhưng mà ngồi ở đây là ăn mà vẫn đói. Đó là cái tình trạng ăn uống của người Việt Nam ta. Bây giờ muốn cái nhóm tiếp theo là bánh, chè, cơm, cháo. Thì tôi nhận thấy là bánh nó xuất hiện rất nhiều từ ghép, nó kèm đến 80 cái loại bánh khác nhau. Chè thì 20 loại chè, chè đấy là chè để ăn, nấu với đường. 20 loại chè khác nhau. Trong lúc cơm cháo thì không phong phú bằng. Hai cái món nông chơi này chứng tỏ rằng người Việt Nam dù là nghèo đói nhưng mà vẫn là làm các thứ bánh, các thứ chè rất phong phú. Đây là cái đặc điểm mà ta xét qua cái bốn cái từ này. Các từ cá, rau, cà, móng, thịt thì cá được kê đến 60 loại cá, rau 24 loại rau. Đặc biệt cà móng thì tôi cũng lưu ý, nhưng mà cái thịt thì chỉ có một cái từ ghép là thịt xào. Từ đây có cái nhận xét đầu tiên là người Việt Nam ăn cá và ăn rau nhiều. Theo cái công thức của giáo sư Trần Quốc Vượng là cơm và rau cá. Thì trong này quả thật là nó xác minh cái công thức đó, thì chứng minh công thức đó qua cái ngôn ngữ. Còn thịt thì tôi lấy làm nào vì sao nó ít đến như vậy. Tôi tra từ điển Đại Nam Quốc Âm từ điển Đại Nam Quốc Âm từ về của Vương Đình Cua thì trong đấy có 9 cái từ nói về cái thịt chế biến. Ví dụ như thịt luộc, thịt quay, thịt sơ, thịt quay, rồi thịt hầm, thịt nêm vân vân. Cũng là có 5 cái loại thịt khác, như là thịt nạc, thịt mỡ, thịt xương. Thì có lẽ đây là cái thiếu sót của các nhà làm từ điển mà ở Hà Nội. Bây giờ về chè và đường, trong này có cái số 13 tất nhiên là cái chè nội và 17 là chè Trung Quốc. Trong này có 4 cái loại chè ngoài ở Trung Quốc. Rượu thì có 9 loại rượu nội và 6 loại rượu ngoài chen vào. Chúng ta thấy từ này. Bây giờ có so sánh cái số 13 và số 9 thì sẽ thấy rằng chè nó chiếm ưu thế hơn là rượu, chứng tỏ là người Việt Nam thời trước chú trọng về uống mà uống chè nhiều hơn là uống rượu. Nhất là cái loại chè bình dân như là chè tươi, như là chè nâu vân vân. Đó là cái mặt so sánh thứ nhì. Thứ ba là chúng tôi thử so sánh cái vấn đề ăn uống trong một vài thứ tiếng như là tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Anh mà tôi có đi qua. Xin trình bày ở đây. Sau này tiếng Việt thì là có ăn, thực, uống, ăn, ăn uống và ăn thực. Đó là các cái từ nó liên quan đến ăn uống. Thì ta thấy rằng tổng số cái từ ăn và thực, ví dụ như trong câu có thực mới thuộc được nào thì nó cũng được sử dụng trong tiếng Việt. Thì có 146 từ. Uống là chỉ có một từ thôi. Thì cái tên số như ăn và uống thì tôi thấy là uống ăn ăn đã uống rất nhiều. Người Hoa thì
thần và ngặt ngặt là đạo theo tiếng thông tin và là chữ còn thần là theo âm âm cổ nó đọc là sứ thế cái này tóm vào lại là một năm từ tôi lấy theo cung tự nhiên khả năng của một tác giả nổi tiếng người Nhật đã được tha thứ và xuất bản thì có một năm từ uống đó, thì âm và hát hát đọc là hơ hơ chiều là cũng được và trong này là 47 thấy là người Hoa họ ăn gấp đôi uống còn người Nhật thì có ta về lương hàng người cứ số cử thì cái từ này đến con đến ăn 146 từ và uống họ có hai từ nô ngư và y thì là 76 cái tịch số thì ăn và uống thì ăn gấp đôi uống và chứng tỏ rằng người Nhật người Hoa và người Nhật nó gần giống nhau họ ăn nhiều nhưng mà họ uống cũng khá cả người Pháp đặc biệt ăn lê măng lơ măng để ăn và bo như bo để uống tỷ số là 14 trên 15 như vậy họ ăn ít hơn uống và người Anh thì cái tỷ số đó lại là 5 trên 12 như vậy họ lại uống nhiều hơn nữa. Bây giờ mình kể thêm đây từ á là trong tiếng Việt á thì vì ăn nhiều cho nên để ăn trước và uống sau trong lúc đó người Hoa và người Nhật người Hoa và người chữ âm trước và chữ thực sau thì chứng tỏ rằng họ vẫn làm thái tạm chịu uống hơn là chữ ăn mặc dù họ ăn nhiều người Nhật cũng vậy người Nhật có từ nomi kui là chính còn kui nomi là thực phẩm cũng có nhưng mà cái từ ghép nó là ít và ít dùng cái từ này ít dùng trong lúc tiếng Pháp có cái từ nếu như không nói ra luôn thì người ta dùng chữ lô boa là cái lô mon ve cái uống và cái ăn ở đây boa này thôi còn cái ăn á thì có thể dùng chữ y tinh ăn vinh vinh hoặc là phước ăn vinh thế thì là đặc biệt cái ăn đó lại đến cái phước trước y tinh trước nhưng mà làm sao thì tôi chỉ qua với bạn tôi quên là tôi thấy rõ ràng người Việt là chẳng có uống gì đâu ăn là chính đấy. Và người Nhật người Hoa thì là ăn và uống thì có chuyện không một riêng người phương Tây thì họ uống nhiều lắm khác tôi có một thứ tư và để tổng kết là người cá nhân một thứ thì cái này tôi xin phải đọc một số câu để giới thiệu thôi cái ca dao cái tục ngữ thì có những câu như là những câu hết sức là tiêu biểu chỉ thích thoái thứ tật xấu về ăn uống ăn thì có máu thì không ăn đã bầy mỗi ngày làm sao ăn như phiền thì ăn mã làm như ạ tê tăng ăn như rồng cuống nói như rồng leo làm như mèo ngứa nhận định về nhân bình thế thái thì nêu ra những xử lý đương nhiên đói ăn vùng cũng làm liều ăn lúc đói nói lúc say ăn cái thì cái o o ăn bò thì lo mê ngáy ăn lắm thì hết miếng ngon nói lắm thì hết lời không hóa nhàn đưa ra những lời khuyên ngôn ngoan ăn có chỗ rồi có nơi ăn trong nồi rồi trong hướng ăn lấy chắc mặc lấy bền ăn bất đòi nói bất lời uống nước nhớ nguồn vân vân ăn mặn nói ngay hơn ăn chay nói dối suy sức mấy câu ra nhau về tình yêu nam nữ cơm ăn một bữa một lưng uống nước cầm chừng để giảm thương em một thương hai nhớ bao sầu cơm ăn cá được ăn cầu cầm xơi về hôn nhân ở thế công an làm thế chiêu đại ăn năm một năm ăn hết 12 vải cả giếng đâu thì ra tham gia kẻo ăn chết tát vì cả nhà em cơm ăn làm thế đã lâu chỉ ăn cơm hớt với đầu cá rô bao giờ ăn lấy được cô cơm hớt phần chó đầu rô phần mèo về nói về giới thiệu đất nước và những đặc sản địa phương có một câu rất hay muốn ăn cơm trắng ca mè muốn đổi nó tốt thì về làm chuông
muốn ăn cá bóng có gừng thì về kẹt mí lắm thừng với ăn. Ai về Tuy Phước ăn em, ghé qua Hưng Phú mà xem tháp tràm. Bên đây có núi Ngọc Phu, có đồng Thiên Hải, có hồ, có củ La Xăm, em về Bình Định cùng ăn. Được ăn bí đỏ, nấu canh nước dừa. Bài phát biểu của tôi có đầu đề là ăn uống Việt Nam nhìn từ góc độ thẩm mỹ. Bài sẽ ngắn hơn một chút. Các nhà văn hóa học đã có chung nhận định ăn uống của mỗi dân tộc là một hiện tượng văn hóa khi nó có mang các giá trị chân thiện mỹ. Ở Việt Nam ta, từ lâu ăn uống đã mang tính khoa học, thể hiện ở chỗ ăn uống luôn được tính toán sao cho có lợi nhất cho sức khỏe, giúp con người thích ứng tốt nhất với môi trường sống, sao cho phù hợp nhất với những điều kiện của thiên nhiên Việt Nam, của nền văn minh lúa nước, của địa hình nhiều sông rạch vùng nhiệt đới, có bờ biển khá dài, có nguồn rau củ và thủy hải sản phong phú. Ăn uống nhiều khi còn là phương thuốc chữa bệnh và kết hợp chặt chẽ với việc chữa bệnh. Triết lý âm dương cũng ảnh cũng được vận dụng khá nhuần nhuyễn vào lĩnh vực này. Các món ăn còn được thay đổi để phù hợp với khí hậu của từng vùng đất nước, phù hợp với thời tiết bốn mùa. Người Việt Nam cũng coi ăn uống là sự thể hiện mối quan hệ giữa con người với con người về mặt tình cảm, đạo đức. Ở gia đình khi ăn uống cũng là lúc các thành viên bày tỏ lòng kính trọng, quý mến, thương yêu nhau qua sự mời mọc nhường nhịn, qua những câu chuyện tâm tình. Đói no có thiếp có chàng, còn hơn trung đỉnh giàu sang một mình. Lòng thương yêu chồng con của người phụ nữ Việt Nam thể hiện cả trong ăn uống. Miếng thịt thì để phần chồng, miếng xương mẹ lợn, miếng lòng con ăn. Cái câu này khi tôi nói ở lớp học thì có nữ sinh viên đã đứng lên nói rằng trước kia là người chồng là chủ lực kiếm ăn, kiếm lương trong gia đình cho nên phải nhường ông ăn cho khỏe. Còn bây giờ em đi làm cũng như chồng em, nếu em nhường hết thì em ốm yếu thì nó bỏ em lấy cái vợ khác thì sao? Cho nên em chẳng ra em nhường, chúng ta phải cùng ăn thôi. Thế thì một anh sinh viên nam đứng lên em nói là em ơi, nếu em lấy anh thì em yên tâm bởi vì bao nhiêu cái tiền nào anh sẽ dành cho em. Anh chỉ lấy mấy chân gà, cánh gà, cái xương thôi. Thế cả lớp hỏi lấy làm gì? Nó bảo đi nhậu. Lúc đó cô gái kia cũng không bên nói ngay rằng thế thì em xin học tập truyền thống dân tộc. Nếu anh đã thích ăn xương thì em sẵn sàng cũng lại nhường cho anh ăn xương. Tức là cái một cái quan niệm truyền thống hiện nay thanh niên nó chấp nhận nó có cái khác không như xưa. Bữa cơm mời khách thường nhằm mục đích giao tiếp là chính, hoặc để tăng thêm sự thân thiết, hoặc để tỏ lòng cảm ơn, hoặc để tạo niềm vui chung. Rượu ngon phải có bạn hiền, thậm chí có khi còn nhằm xóa đi một mối bất hòa nào đó. Ăn uống của dân tộc Việt Nam cũng thể hiện rất rõ tính thẩm mỹ. Theo chúng tôi, tính thẩm mỹ của ăn uống Việt Nam biểu hiện ở mấy phương diện sau. Thứ nhất, các món ăn thường được các bà nội trợ khéo tay và có óc thẩm mỹ tinh tế tạo cho những hình khối và màu sắc đẹp, thanh nhã. Nhiều món ăn có được hình hoa lá, chim muông xinh xắn, sống động. Món ăn khi cần thiết lắm mới dùng các màu pha chế, còn thường thì để là dạng màu tự nhiên, vốn có của nó. Ví như màu xanh của bánh chưng do lá dong tạo nên, bên đó là màu vàng, đậu xanh giã nhỏ. Các màu tự nhiên của món ăn được bày đặt sắp xếp tạo nên một gam màu hài hòa tinh tế. Chúng ta hãy thử ngắm một bát bóng nấu. Trên mặt bát là những miếng bóng vàng, nhẹ, xốp, các hình quả trắng xếp thành ngôi sao năm cánh. Chung quanh là những trái đậu Hà Lan xanh trong và mát. Chính giữa là một con tôm bắp vỏ màu đỏ ươm ẩn hiện dưới những lá rau mùi bồng bềnh xanh dịu. Cũng tương tự, sự trang trí mỹ thuật của bát cúng than cũng cho ta cảm giác như ngắm một bông hoa có những cánh màu vàng, trứng tráng mọc đáy nhỏ, màu đỏ, tôm bông, mà nhụy là một khoanh trứng vàng sẫm. Nhiều khi không cần trang trí cầu kỳ mà vẫn tạo nên một vẻ đẹp tao nhã, lắng sâu, tinh tế. Vì như bánh lá chả tôm xứ Huế chỉ cần bày trên chiếc đĩa cổ men tím là đủ có một dáng vẻ vừa giản dị vừa cao sang. Và còn gì mang màu sắc thái đặc độc đáo Việt Nam hơn là ăn trầu uống trà. Ăn trầu thể hiện cả thẩm mỹ của tình yêu, thẩm mỹ của giao tiếp, thẩm mỹ của trang điểm. Ăn trầu tạo nên màu đỏ đẹp của đôi môi cánh chỉ, thẩm mỹ của trang trí, những trầu tên cánh phượng và cao trào các nền kỳ ảo. Và thiết nghĩ khỏi cần mô tả cách thưởng thức trà nó nâng lên thành một nghệ thuật và những vẻ đẹp của bộ đồ trà, của cung cách điệu bộ khi uống trà. Nhìn chung, người Việt Nam yêu cái đẹp của thiên nhiên, vừa mộc mạc, giản dị, hồn nhiên, vừa tinh tế và có hòa lượng cao. Nhìn bản ăn Việt Nam ta có cảm tưởng như thấy cả màu sắc, đường nét, hương vị của đồng nội quê hương. Và rõ ràng trong cái ngon của món ăn có sự đóng góp không nhỏ của cái đẹp.
tất cả các giác quan mình được huy động khi ăn uống, mắt, mũi, tai, lưỡi và cả tay nữa. Thứ hai, tính thẩm mỹ trong ăn uống Việt Nam cũng thể hiện ở vẻ đẹp của dụng cụ ăn uống như chén, bát, đũa, mâm, vân vân. Ở các bày biện món ăn, nhất là cung cách ăn uống, người dân đã dặn ngồi không ngay ngắn không ăn, ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Các cụ cũng thường lên án những kẻ phàm ăn tục uống. Người Việt rất chú ý đến vẻ đẹp của cách cầm chén, bát, cách dùng đũa gắp thức ăn, cách vả cơm vào miệng, ăn hết bát cơm và sạch mọi hạt cơm, thật cơm là ngọt. Ăn xong sắp xếp đũa bát gọn gẽ. Các cô gái Việt cũng rất chú ý đến vẻ đẹp của động tác bàn tay khi cầm thìa múc canh, múc nước phở, đến vẻ đẹp của miệng khi nhai, khi nuốt. Tôi đã thấy có những cô gái cầm cái thìa múc phở không cầm thế này, mà cô ấy cầm thế này. Tức là hai món này giơ lên, nó cong đẹp, nó xoay, nó rất đẹp. Tôi đã nhìn thấy mà tôi không ăn nữa, tôi nhìn hoài, ngồi cả phở tôi. Ngay cả khi xới bát cơm cũng phải cho đúng độ, không quá đầy, quá vơi. Ăn cần tử tốn, nói phải nhẹ nhàng, câu chuyện phải tạo không khí vui vẻ, chan hòa và tránh không nhắc đến đồ thô vật tục là bữa ăn mất ngon. Thứ ba, trong ăn uống Việt Nam, người ta lưu ý nhiều đến cái đẹp bên trong, cái đẹp của tâm hồn, tình cảm. Mọi người khi ăn luôn quan tâm đến nhau, tạo mọi thuận lợi cho nhau, tiếp món ăn cho người ngồi xa, mời người già miếng ngon, miếng mềm. Chủ nhà luôn lưu ý đáp ứng yêu cầu của khách, khách thì luôn khen ngợi tài nấu ăn của chủ nhà. Mọi người đều muốn đem đến cho nhau niềm vui. Bữa giỗ là lúc họ hàng sum họp, bữa cơm khách là nơi bè bạn gặp nhau. Cho nên vừa ăn vừa thăm hỏi sức khỏe, gia cảnh của nhau, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau, tạo nên vẻ đẹp của tình người. Tóm lại, tính thẩm mỹ trong ăn uống Việt Nam cũng là sự biểu hiện của quan điểm thẩm mỹ truyền thống Việt Nam, trọng chất lượng hơn số lượng, giản dị mà không đơn giản, tinh tế mà không cầu kỳ, trong sáng vui tươi mà không lè lè. Và tất nhiên phải kể đến một điều cốt yếu, cái đẹp luôn gắn với cái thật và cái tốt. Xin cảm ơn. Cái hội nghị mà về phía ăn, tôi giờ mời người ta ăn mà trông cho người ta về lẹ. Ở đây khi nói về ăn thì lo nói lẹ. Cái đó nó thú vị chứ. Có lẽ tôi nói gì nó được xuống đủ rồi. Lại dưới gì là ngạ đi à. Là cái vụ ăn uống nó vui lắm. Vậy mà nhốt vô đâu cái hội nghị vậy. Nãy giờ nghe ớn quá. Ngăn quá chứ còn ăn uống là người ta cười, người ta nói. Ở đây lén cười thôi. Lén nói thôi. Nhưng mà ăn theo của cái ăn lên cái tí. Ăn theo là mình cười chơi vậy nè. Nhưng mà bây giờ vậy. Cái bài của tôi thì nó trong cái bài đó là về món ăn Nam Bộ đó. Nãy giờ quý vị không thấy người Nam Bộ nào lên đây nói hết. Có lẽ tôi đầu tiên. Mà cái đề tài của tôi là món ăn Nam Bộ. Mà cái người Nam này tức cười lắm, là nó hình thành, có anh Lê Trung Chi, anh Chi báo cái người Nam này đó, nó hình thành bởi người Trung với người Bắc. Tôi viết kỹ trong đó lắm. Thằng Nam Kỳ không có mấy trong năm nay. Thằng Nam Kỳ là trong gen của nó, nói theo ngôn ngữ của bác sĩ Hy đó, là bà Trung với Bắc. Và bởi vì Trung với Bắc hãy vô đây thì mang cái hành trang. Hành trang trong đó đặc biệt là nhất là ăn uống. Mà ăn uống này hãy đi tới đâu mời tới đó, mà thứ nhất là hãy lai máu tới đâu là mời tới đó, bởi vì trong dòng họ nó tuôn ra, tôi có cái bài tôi đưa cho anh ấy đó, mà cái phần đầu cũng có, rồi cái phần đuôi cũng không có, mà phần giữa đó hồi sáng này tôi có thêm vô chút là tôi nhớ cái tập đoàn của Seno và Vanier đó, khi mà lấy vợ Việt Nam á thì lại tổ chức ăn uống, không biết tới giờ còn được vài phút không. Tôi xin lỗi là tôi giải gì qua một người em người ta tôi kỹ cái vô này lắm. Tôi cầm đồng hồ tôi nói là hồi sáng này nhớ trực lại hồi học ta đe mới chia ra làm hai dạng, dạng ăn đồ mấy vị trong chính quyền ban giáo dục nên để ý cái vụ này. Là nó chia tụi tôi ra làm hai phe, một phe ăn đồ ăn nam và một phe ăn đồ tây. Rồi sáng này lục ra một cuốn mà quý nhà xuất bản nào ấy tôi đưa cho xuất bản, có thể viết 80 năm nay về bổn dạy phép nấu ăn tây. Thì như vậy tôi và mình thấy là cái vụ mà đồ ăn đồ uống nó xâm nhập có chất sách á dữ dàng như vậy. Cho nên á, cái điều mà tôi muốn gợi ý ở đây á, là tôi nói cái phần đầu của cái bài đó
là vấn đề bây giờ đó là mình nghiên cứu mà chơi thì được, nghiên cứu để làm hội nghị rồi viết này kia được, nhưng mà ban tổ chức phải để ý là với nhà hàng đó là phải nói về vụ Việt Nam, món ăn Việt Nam mà ăn được á, đặng đưa nó vô công nghiệp và hiện đại quá. Cho nên cái vấn đề mà mình phải chú trọng đó là làm hội nghị, làm nghiên cứu mà chơi, mà thú vị, mà khoa học. Nói xin lỗi, kiểu như bài của tôi làm 17, 18 trang đó, mà còn phần đầu phần đuôi anh nhã không có đăng, làm vậy thì được. Nhưng mà trong thực tế, dù cá nướng trui, cá nướng này đều phải làm theo kiểu hiện đại mới ăn được. Đem ra phải quốc mời, phải mà nó chào, nó cảm ơn, nó không phải ăn đâu. Thôi vậy tôi xin tạm như vậy đó là để tạm mà mình thấy ít bữa nữa sẽ có một cuộc hội nghị mà Ngô Gia Huy á, anh cho mình ngồi mình nói lâu chút giống như ngồi ăn vậy. Tôi xin hết lời. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Hà mà phát biểu về tinh hoa phẩm thực Tây Bắc. Nhà thơ Nguyễn Hà là về trong hội văn nghệ Việt Nam rồi. Trong tất cả các đình ngồi đây hẳn là ai cũng đã biết câu định ngữ về văn hóa. Văn hóa là cái còn lại khi mọi thứ đã quên. Phát triển trên định nghĩa ấy có một câu định ngữ khác tôi không nhớ tên tác giả còn gây ấn tượng hơn. Câu ấy như sau: dù một dân tộc vô phúc nào đó đã bị mất đi hết cả thì vẫn còn lại ba cái: ăn, mặc, ở. Vậy ăn là một trong những cái gốc của văn hóa. Nhận định những cơ sở ấy thì bản sắc văn hóa trong ăn uống của Việt Nam ta bộc lộ càng khá rõ, không hề giống một nước nào. Nó không cầu kỳ kỹ lưỡng như các ăn Tây, vừa vệ sinh vừa khoa học đến lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác ăn là một điều kiện bắt buộc để được sống chứ chẳng có gì là thú vị. Nó cũng không nặng nề lình kỉnh như các dân tộc nhiều béo quá, nhiều ngọt quá, nhiều thứ gia vị cố tình quá, làm mất đi các sắc thái của tố chất tự nhiên. Có cảm giác biến thực khách trong bữa ăn có cái chút gì như hơi tục. So như vậy, thấy các ông Việt Nam rất bình dị và dân dã, thường sử dụng tố chất tự nhiên. Gia vị có món gì đó có dùng công chế biến thì lại có đến vài ba thứ gia vị tự nhiên đi kèm. Mà phần lớn bữa ăn Việt Nam đều dựa vào thiên nhiên, tưởng như một sự vô tình, nhưng đó lại là sự sắp đặt đầy yếu tố khoa học. Có món này nghĩ rằng phản khoa học thì đã có món kia chế ngược. Ví dụ người Tây rất ghê sợ món nước canh của ta, song họ đâu có biết người Việt Nam ăn nước canh là phải có rất nhiều thứ gia vị diệt khuẩn đi kèm, ví dụ như là húng quế, húng láng, rau thơm, vân vân. Cứ như vậy, hễ ăn nem chua thì phải có lá ổi, ăn nem chảo phải có lá sung. Lá ổi, lá sung là hai thứ chứa nhiều hàm lượng tăng anh bảo vệ đường ruột. Hoặc như món gỏi, tức là ăn cá sấm thì đã có đến bao nhiêu thứ để chế được, như lá mắm cách, lá lộc vừng, lá đinh lăng, vân vân, với một cái món chừng gừng. Đến như mắm dươi, mắm tép hay là các món cuốn thì gia vị phong phú đến phải bày tràn mâm ra mặt chiếu, mà gần như hoàn toàn là những thứ tự nhiên, hài hòa về màu sắc, giàu có về mùi vị, nào là gừng, khế, hành, chuối xanh, rau thơm. Ăn mà có đủ cay, chua, chát, ngọt, vân vân. Hỏi có đất nước nào trên thế gian này có cách tổ chức bữa ăn giàu có mà lại giản đơn và vui như vậy. Ông bà ta còn cẩn thận đến nỗi sợ con thú xong để quên mất nên đã đưa vào ca dao để dặn dò: con gà cụt tác lá chanh, con lợn ù nhì mua hành cho tôi, con chó khóc đứng không ngồi, mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng tiền. Chỉ tiếc rằng vì thời gian như mà không thể giới thiệu những món ăn thật bình dân mà lại đầy sự thông minh hợp lý về khoa học, về vệ sinh cùng cách chữa bệnh. Ví như món bánh cho dùng là món tráng miệng trong những bữa tiệc tùng hội hè tết nhất, đó là những bữa ăn nặng lâu tiêu, thì món tráng miệng này là một thứ chế phẩm từ gạo nếp đã được xử lý trong nước cho của các thứ cây như cây vừng, cây quất mè, nó bộ vỏ quả thập dầu, cây cả gai, cây sinh sống, đó là những thứ xúc tác nằm trong món bánh tráng miệng ăn với mật mía, nó vừa mát vừa ngọt, chủ yếu là để giúp cho tiêu hóa tốt. Kính thưa các quý vị, ngoài ra các khách hàng này chính là bản sắc văn hóa Việt Nam.
xin trân trọng cảm ơn các quý vị đã chú ý lắng nghe cái điều đóng góp lần này. 10 năm hẹn hò nhau để gặp nhau đứng ở bên kia đường vẫy tay một cái rồi chia tay. Tiếc quá, tiếc một cái công phu quá. Nhưng mà lại rất mừng là cái hội nghị này Hà Nội chưa làm, thành phố Hồ Chí Minh ta đã đi trước được. Và chúng tôi ở Hà Nội mong mỏi cái này ghê lắm mà chưa làm được. Thì trước hết tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh các cơ quan và các bạn đã đứng lên tổ chức được cái hội nghị như thế này. Và tôi chắc rằng về Hà Nội tôi sẽ làm cái loa tự nguyện để đi vận động các người khác và tổ chức một cái hội nghị như thế này. Vừa rồi tôi có được đi dự một vài cái thi nâng cấp chuyên gia Hà Nội ở trên khách sạn Tây Hồ, trên cái cung Việt Xô, thì người ta làm nhiều món cầu kỳ lắm, nhưng tôi vẫn thích thiếu cái gì đó, nào con rồng, nào con phượng, nào đủ các thứ, nhưng mà về nhà nó nghĩ là nó không Việt Nam, rất Tây. Lúc ấy anh Hà nói là anh nói 4 phút, tôi xin anh 1 phút đấy. Nếu nói về văn hóa Việt Nam, tôi cũng xin cải chính một tí, xin lỗi các bạn, tôi không phải nhà nghiên cứu, tôi là một nhà văn mà cũng chỉ biết viết một loại thôi, tức là tùy bút. Cho nên khi tôi nói về ẩm thực thì tôi nghĩ đến cái văn hóa trong ẩm thực ăn uống ấy, chứ tôi không đi nghiên cứu sâu vào các món ăn ấy có chất gì hoặc làm như thế nào. Thí dụ như tôi nói cái lá sen thì nó là một cái ô hương thơm từ làng, từ ngoài đồng vào đến nhà. Cái lá giấy là một thứ sa tanh mờ giống cái palette của họa sĩ, chứ tôi không nói là cái cốm nó có chất gì. Và cái đòn gánh cong một đầu của cái cốm ấy, cái gánh cốm ấy, thì tôi ví nó như một cái câu liêm, của nó câu mùa thu ở trên trời xuống cho gói cốm ta ăn cho đậm vị mùa thu. Tôi không nghiên cứu cái cốm ấy ăn như thế nào, ăn nó có chất gì. Đại khái cho nên là tôi là một nhà văn viết từ bút, và tôi đã ra được 6 cuốn sách về ăn uống in Hà Nội, mỗi cuốn khoảng 300 trang. Trong đó có, thí dụ như tôi cho là, tôi không gọi là món nướng, mà tôi gọi là món trên lửa. Có lẽ đây là món xuất hiện đầu tiên khi con người biết ăn, biết tìm ra lửa. Không hiểu là bên kia thì Promete hay như thế nào, hay chúng ta thì bằng hai bằng sỏi vân vân. Thì tôi nghĩ rằng là một người quan tâm đến văn hóa, thì đã có những người khác giúp mình phải nghiên cứu rồi, thì mình cứ đi vào lĩnh vực của mình là rất tốt. Trong cái bài của tôi lên này thì tôi xin phép là không nhắc lại, tôi xin nói một vài cái khác thôi. Đến đây mà được uống một cái thứ điều aperitif như thế này thôi thì rồi thì chúng ta sẽ ăn xong thì 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa, và nói với anh Nguyễn Nhã là khi nào ta có cái Academy và cái viện Hàn Lâm thì lúc bây giờ ta sẽ ăn thực sự. Tức là tôi cho là tất cả các vị ngồi đây, mỗi vị đều có thể nói về vấn đề này trong một vài buổi. Tức là chúng ta ngồi đây chúng ta có thể nói khoảng độ 1 năm, cái hội nghị này kéo dài 1 năm chưa chắc hết vấn đề. Vì cái vấn đề này thú vị lắm, nó thiết thân với chúng ta lắm, và ai cũng đều có những cái tâm tư, tâm huyết về vấn đề này. Cho nên là rất tiếc là chúng tôi không được nói cái tâm sự của mình với các bác, các anh các chị, và cũng không được học những điều mà các bác anh chị đang đựng ở trong tim và trong đầu. Vì ở đây có rất nhiều học giả mà với lớp của tôi, chúng tôi là học trò, nhưng mà thì quả là nó cũng là điều đáng tiếc. Tôi xin nói một tí về cái tinh tế của Hà Nội. Trong cái bài của tôi là người Hà Nội ăn quà và quà Hà Nội như thế nào, thì tôi chỉ xin nói một vài cái tinh tế thôi. Người Hà Nội là một cái câu ăn bắt mặt kinh thì nhiều người nhắc rồi, nhưng mà cụ thể hàng ngày nó tinh tế như thế nào, tôi nói ví dụ. Có một lần tôi với anh Nguyễn Hà và một nhà báo trẻ nữa, 3 giờ đêm đói quá đi tìm ăn cháo,
và đến là cái hàng cháo ở chợ Hàng Gia sau khi đi khoảng độ 20 phố thì gặp hàng cháo mừng quá. Ông hàng cháo bảo rằng là tôi hỏi cháu gà có hạt tiêu không? Ông bảo có lạc chi chương, tức là tương ớt. Hôm ấy tôi nhìn đói tôi về. Cháu mà lại ăn cái tương ớt thì không hiểu là ăn cái kiểu gì, không ăn được. Hoặc là ví dụ người Hà Nội ăn dươi thì đương nhiên phải có vỏ quýt rồi, và nhiều thứ khác nữa. Nhưng nếu vỏ quýt thôi thì cũng không ăn được. Phải là vỏ quýt ta, cái loại mỏng, cái loại mà các muối nó hằn lên ấy. Và xin lỗi các chị ở đây, tôi có ví như thế này. Cái vỏ quýt ta ấy, nó mỏng hằn đến những muối không khác nào cái áo phim nón trên cái vai tròn của người thánh nữ. Thì phải là cái quýt ấy nó mới không hôi, và quýt ấy nó mới làm cho cái dươi nó dậy mùi lên rồi. Hoặc ví dụ nữa, ăn cơm nắm. Chắc chúng ta là rất nhiều người đã biết ăn cơm nắm. Cơm nắm mà đi đường là phải mang theo con dao con dao sắc như dao câu ấy, để mà cắt. Mỗi một miếng cơm nắm ấy là một miếng giò, là một miếng nọc, từng thỏi như thế này, trắng tinh ra. Còn nếu bẻ cơm thì chỉ là một cái vừng cháy ở trong cái nồi cơm nguội thôi. Người Hà Nội không ăn cơm nắm bẻ mà phải cắt từng miếng một. Hoặc là bún thang. Vừa rồi tôi có đi hỏi một vài cái cuộc thi thanh niên thanh nhiệt Hà Nội về bún thang. Em cho biết là một bát bún thang có cái gì, thì mấy em học sinh thanh nhiệt trả lời tôi rằng bún thang là nấu bằng xương bò. Chết rồi, nấu xương bò là chết rồi. Và bún thang có măng lại chết thêm một lần nữa. Bún thang không phải là những thứ đó. Ở đây tôi cũng dám với điều có mắt thợ, các chị, các bà ngồi đây chắc là giỏi lắm. À, bún thang là chỉ có xương lợn và xương gà thôi. Và bún thang không bao giờ có măng cả. Linh hồn của bún thang là cà cuống, thì em ấy cũng không nói. Tôi nói điều này không phải là chê bai thanh niên Hà Nội chúng tôi đâu, mà một cái buồn là lớp trẻ bây giờ đương bị sao nhãn cái chất văn hóa Việt Nam cũ. Phải chăng thì các bà mẹ dạy con mình ít quá chăng? Thì cái này là cái mà chúng tôi rất cấn cái trong lòng, là những người quan tâm đến văn hóa dân tộc rất lo. Một thí dụ nữa, tôi nói quá một vài phút xin cay các bạn. Bánh trôi bánh chay ăn vào tháng 3, thì tháng 3 đồng quê chúng ta đang có qua 10. Không bao giờ bánh trôi bánh chay mà lại được cho vali vào cả. Mà nhất là bây giờ thanh niên nói ngọc mà cho cái vali vào nữa thì không hiểu là ăn chưa thế nào. Ăn cái bánh trôi bánh chay ấy trên đường làng hay ở đâu cũng vậy, để chúng ta còn thưởng thức cả cái bầu trời xuân mưa lất phất, cái hoa xoan tím đang rụng trên đường. Hoa bưởi nó gợi cho chúng ta cái điều đó, chứ không phải chúng ta chỉ ăn lên một cái thứ bột và thứ đường ngọt vào trong lòng, mà ta ăn thiên nhiên, ăn khí trời, ăn tình người, ăn tình cảm, ăn lịch sử. Cái ăn phải là như thế, nó mới là văn hóa. Nói về uống thì ở ngoài Hà Nội có một cái phòng văn hóa tràng, nhưng phòng văn hóa tràng mấy năm nay chưa phát triển, và tôi với anh Nguyễn Hà có được mời đến một vài buổi. Thì chúng tôi đương có đề nghị như thế này: Nhật Bản có trà đạo, Trung Quốc có trà kinh, tức là họ có cả những cái sách nghiên cứu về chúng tôi tặng vào như thế, thì Việt Nam mình uống trà làm như thế nào? Từ cái nước thối, nước mưa, trà tươi, trà móc câu, vân vân các thứ, rồi đến bây giờ thì Lipton các thứ, trà chanh vân vân. Chúng tôi tặng vào với nhau thế này, xin đề nghị từ nay không gọi là uống chè để phân biệt cái chè ngọt, mà nên gọi là uống trà. Và ta có thể gọi cái này được không? Trà phong, tức là phong cách uống trà Việt Nam. Ta không cần theo Nhật, Nhật thì uống trà, trà đạo cầu kỳ quá. Nếu các bác anh thì đọc cái quyển Sư Môn Tướng Quân ấy, cả một cái chương nói về người vợ tiếp chồng trước khi ly dị, không nói với nhau câu nào mà chỉ bày dâm tưởng với trà, mà hai vợ chồng hiểu nhau thì kinh quá. Hay là cái trà kinh của Trung Quốc mấy nghìn năm cũng không phải là đáng
không phải là nó không là không đáng kính trọng. Nhưng Việt Nam mình có kém gì đâu, thì có thể gọi là trà phóng chắc. Thì xin các anh các chị nghiên cứu thêm. Nói về bản sắc dân tộc thì còn nhiều lắm. Tôi rất tiếc là tôi đã đứng đây lạm dụng cái lòng tốt của các anh các chị rồi. Nhưng xin nói một vài ý nhỏ nữa. Tôi cũng như mọi người bao giờ cũng có tham một tí. Tôi nói ví dụ như thế này. Có những cái món mà canh cua thì cũng ăn cái dưa, mà canh cua phải ăn cái cà. Riêu cua thì lại không ăn cái cà được, mà phải ăn cái rau sống. Nhất là những cái rau sống, rau muống trẻ. Thì tôi có ví nó này, nó loăn xoăn như một cái mối tơ lòng rối lên không biết ngỏ cùng ai trong cái rau sống trẻ ấy. Phải ăn như thế. Hoặc là chả mực thì phải ăn cái gì là. Và đương nhiên không thể nào thiếu hạt tiêu. Riêng cái cá kho ấy, thì tôi nghĩ rằng là không hiểu rồi đây, người ta có hầm chấu cá rô rong bằng bơ hay là fromage được không? Nếu tình hình này thì có thể như thế lắm, xảy ra cái nguy kịch thế lắm chứ. Chúng ta ăn cá ở trong này thì cá kho bò, miền Bắc chúng tôi có cái cá hầm chấu, tức là một đêm hôm sau nhiều tơi dai, thì tôi chắc là không ai có thể kho cá bằng bơ hay là fromage. Mà nếu như thế thì chúng ta giết cái dân tộc chúng ta rồi. Nói tóm lại, tôi đã nói quá dài và tôi cũng nói hơi dông dài nữa. Thì rất cảm ơn ban tổ chức và rất hoan nghênh. Đương nhiên tôi chiều nay tôi đã phải phát ngay một bài về rồi trong cái báo đã tặng tôi rồi. Thế thì trước khi ngừng lời, tôi xin các bác các anh các chị tha thứ cho cái tội nói dài của tôi và xin cảm ơn tất cả ban tổ chức. Chúng ta luôn luôn khẳng định mình là người Việt Nam, như Việt Nam, tức là mình không phải là người Tàu, không phải người Tây, vì những cái nước quá lớn đi và họ muốn đồng hóa, mà không phải người Tàu thì như vậy. Thì tất cả lịch sử Việt Nam là khẳng định rằng mình là người Việt. Thì chúng ta làm việc này mấy nghìn năm bằng cái rất đắt là phải đánh nhau để bảo vệ độc lập, lãnh thổ. Đến bây giờ thì chuyện đó đã xong. Tôi nghĩ rằng còn có một lãnh thổ ghế nữa nữa để khẳng định mình là người Việt, đó là lãnh thổ văn hóa. Và vì vậy cho nên chúng ta không bao giờ nên coi văn hóa là một thứ mình có thì sướng thêm mà không thì chả sao cả. Ví dụ như vậy, văn hóa là một tồn tại như đúng với dân tộc đó. Vì vậy tôi thấy trong cấu trúc một mô hình văn hóa của một cộng đồng nào đó thì Lévi-Strauss đã đưa ra một trong những yếu tố đó là ăn như thế nào, để ăn. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng đấy nó có một tâm lớn lao. Đó là cái gì đó ngoài cái khoái khẩu ra, chúng tôi là sống nữa. Thì vì vậy cho nên tôi thấy văn hóa là ghê gớm nhất. Trước khi ca nhạc múa hồi lễ, nó là phải ăn thôi chứ. Ăn và mặc là hai chuyện đó khẳng định nhất. Riêng về mặc là tôi thấy hình như mình không lạ cái rằng rất là trong cả nước châu Á, nước Nhật hay là nước Trung Quốc, rồi đến nước Ấn Độ, rồi ASEAN, cả tất cả 9 nước, chỉ có nước Việt Nam nó không có quốc phục nào hết. Còn tất cả những vị đó, kể cả châu Phi, họ ra cả nhà ngoại giao tổng thống, rồi đến họ đều có quốc phục, mà ta vẫn có quốc phục. Đây Tết tôi coi những người mở bảy mở ba cái áo của họ là nó đẹp vô cùng. Thì từ những người lớn rồi đi con như thế cũng như thanh niên ra, nó cần gì cái quốc phục đó chứ. Và vì vậy cho nên mặt chúng ta cũng coi như xóa sổ Việt Nam rồi. Bây giờ thì đến ăn thì cũng nguy hiểm như vậy thôi. Thì tôi cũng nghĩ rằng ý đầu thứ nhất của tôi là một yêu cầu vô cùng lớn lao trong một ý thức về dân tộc của mình. Và cái quan trọng số 1 trong đó là chuyện ăn. Thế thì chúng ta cũng không nên coi là miếng ăn là miếng tồi tàn, miếng ăn là miếng rất sang trọng của một dân tộc, bởi vì ăn có cách ăn như thế nào. Bây giờ điều thứ hai tôi xin nói là nói tiếp là hiện nay chúng ta không thấy nguy cơ đó, mà chúng ta đầy những nguy cơ để đe dọa văn hóa ăn của người Việt. Người Việt ở đây tôi vẫn thấy ở đây là có nhiều vùng, nhưng mà nó là ăn của người Việt.
tôi có ăn vào Sài Gòn, tôi ăn kiểu Nam Bộ đi nữa thì tôi cảm sung sướng là tôi đang ăn một món ăn Việt Nam, thì nó đa dạng. Nhưng mà là người Việt thì tôi thấy trong xã hội hiện nay, một là tính thực dụng của xã hội hiện đại ăn sao cung cấp và làm, vì vậy cho nên có thực phẩm ăn liền, đây là một cái đe dọa ăn văn hóa ăn một cách vô kể. Thứ hai là thói bắt chước đồ ngoài, thích thứ này thứ kia, nhưng mà những cái của mình thì biểu môi đây là loài thanh niên, nó không bao giờ cần những cái đó cả. Vì vậy cho nên tôi thấy những cái này đều là những nguy cơ mà nó sâu lắm, như chúng ta phải tìm cách như thế nào đó. Cách làm thì tôi xin đề nghị từ nghị nhận thức như vậy thì xin đề nghị như thế này, chúng ta phải làm gì biết nguy cơ như vậy. Thì trong một là chúng ta ăn những món gì Việt Nam, từ đó đi đến một hành động có lẽ là của viện nghiên cứu với Hàn Lâm Viện hay là của viện của giáo sư Trần Quốc Vượng, kiểm kê lại di sản ăn của người Việt. Ví dụ năm nay tôi đã đọc có 100 món ăn Nam Bộ, có 100 món ăn cung đình, ví dụ vậy. Nhưng mà chúng ta theo lời của ông Trần Đình Giàn thì Việt Nam có 3.000 món ăn, người Huế có 1.700 trong số, đây là một nhà miền Bắc nói. Khi mà hiện nay thì đồ bài tập món là đang lưu hành trong cả món ăn Huế. Tôi thấy có hai quyển thực phổ Bạch Tiên và cả món ăn nấu Huế cộng lại thì cũng gần 700. Như vậy nhưng mà chúng tôi biết là ngoài Bắc đã ăn ghê rồi, ăn và trong Nam này thì ăn nhận ghi rất đủ những món ăn rất là, mà đều là không thể như này hay thể như kia. Vì vậy tôi tin rằng việc để mà đứng trên quan điểm hành động đó, chúng ta phải có một việc nào đó hay là một hồi nào đó hoặc là một câu lạc bộ của những con người mà ham chơi nào đó để kiểm kê lại di sản ăn của người Việt Nam. Thứ hai kèm theo cái đó là tính chung của những món ăn đó, chứ không thể nấu tại tầm tàm như thế. Đi món ăn nó giống như món thuốc để điều trị, chết một cái là nó không ra là gì cả, mà ăn như thế này thì có gì đâu mà ngon như thế, nhưng làm cái chủ thì lại rất ngon. Vì vậy đây là kinh nghiệm của các chế biến ở Huế, thì tâm ba rất là tính chuẩn xác. Đấy là hai việc. Thứ ba là một văn hóa ăn tồn tại, nếu có người chế biến giỏi, có cái thực đơn đó đúng rồi, nhưng phải có người chế biến mà bằng tất cả tâm hồn, thì đấy là người phụ nữ. Và người khen người ta nấu ăn ngon thì ăn phải săn ăn, đấy là người đàn ông, tức là có một công chúng thực khách, một cộng đồng có khẩu vị tốt. Từ đó đây là tôi nói trong cuộc ăn hàng ngày, thì vì vậy cho nên bây giờ tôi thấy thực khách mà săn ăn cũng ít, cứ đưa dọn lên chi ăn này gọi là thực bất tri kỳ vị, thì cái đó không bao giờ văn hóa ăn tồn tại như cái kiểu đó cả. Do đó mà tôi đề nghị như thế này, còn một phút nữa là để đề nghị các tổ chức, thứ nhất là từ gia đình mà đi, bởi vì ngày nào cũng phải ăn 3 bữa, mà có nơi thì như ở Huế thì thường là 5 bữa là vì có bữa lợn rồi. Thì ăn là chiếm quan trọng nhất, và người phụ nữ là người làm ra việc đó. Mặc dù chúng ta đã có thói quen của bộ đội là đi kiếm đường lâu để đàn ông về nấu ăn, nhưng điều đó nó tạm thời thôi. Còn để duy trì văn hóa vẫn phải trở lại mô hình của Việt Nam, đó là công dân ngôn hành. Tôi tin là tam tàu bây giờ vứt đi rồi, không sai được tam tàu, nhưng Tử Đức là một mô hình vĩnh hằng á. Vậy thì trong đó cái công của người phụ nữ đó là lo bằng tay nấu ăn, đem lại hạnh phúc cho gia đình của mình, cho chồng và cho con của mình, cái đó thì vĩ đại quá. Cho nên tôi đề nghị hội phụ nữ nên quay lại vấn đề một mô hình nào đó, và trong đó nấu ăn nó hàng đầu, thì tôi thấy là công chúng mô hành là có nói như đó. Thế rồi thứ hai là các khách sạn để phổ biến và du lịch thì hôm nay rồi này, nhưng mà không nên coi thường những quán bình dân, bởi vì thức ăn bình dân nó rẻ ở mọi nơi đều ăn. Mà tôi đã từng thấy một thời ở trên Đà Lạt có quán vài quán ngự hương, chỉ còn nấu cơm Huế mà cơm mít rau luộc mà nấu rất đúng, và mình tới ăn những bữa cơm trưa rồi có quán mà hoàn toàn là chủ người ta ăn, thì cái hề quán ăn bình dân đó mà mình đi miền nào đến tỉnh nào thôi, mình cũng đó ăn là biết người Việt Nam mình là ăn như thế nào, thì cái này là hạnh phúc.
cho mọi người. Thì tôi thấy hệ quán ăn người dân mà ngành du lịch có thể đứng ra mở. Vì mình hô vậy nhưng mà ai làm? Thứ ba là cái giáo dục, đào tạo, có trường đại học, có khoa nấu ăn. Nhưng mà tôi nghĩ là có trường nữ công của hội nào có khóa nữ công gia chẳng như trong trường Đông Khánh cũng đấy. Và cuối cùng thì để tất cả gì tồn tại được lâu dài và thành công chúng thì cũng phải biến nó thành lễ hội thôi. Lễ hội mọi người tham dự với món chủ yếu nội dung trong đó là ăn. Thì tôi nghĩ là tất cả việc làm như vậy, hội nghị này đặt ra một tiền đề để cho chúng ta quan tâm thôi. Còn đi tiếp theo nữa thì tôi nghĩ là cả việc của trường và có lẽ là của anh Trần Quốc Vương nhà. Thì hôm nay thì chỉ gặp và xin cảm ơn. Thì trong vòng năm phút nhưng mà cũng cố gắng uống cho nổi giờ. Chúng tôi nói đến một cái đề tài không biết có phù hợp với thảo không, nhưng mà tôi hy vọng như thế. Tức là tạm về chỗ ăn uống của các vua nhà Nguyễn trong hoàng cung Huế. Trên cái thị trường ăn uống hiện nay có thể cái vấn đề này đang được đặt ra bởi vì một số khách sạn nhất là ở Huế người ta đang phục vụ cho du khách một bữa ăn gọi là cơm vua. Nếu quý vị mà có dịp đến Huế thì chắc có lẽ thưởng thức được cái buổi cơm thường thiền như này. Chúng tôi muốn đóng góp một số ý kiến qua các tư liệu đã thu thập được, từ các tư liệu gọi là chính sử của Trung Nguyên cho đến cả cái bút ký của một số nhà du lịch phương Tây đã có dịp đến Huế trong thế kỷ 19 hoặc đầu thế kỷ 20 khi mà nhà Nguyễn còn tồn tại ở đây. Thế theo các bộ chính sử á, cái này do quốc sử quán hoặc là nội các Trung Nguyên ghi chép đàng hoàng thì người ta có quy định về cái tổ chức phục vụ ăn uống cho ông vua. Mà hai cái cơ quan chính á, theo chúng tôi nghĩ đó là thường thiền đường và thái y viện. Tôi nghĩ là sao lại cái chuyện thuốc men lại hẳn đặt ngang ngang với cái thường thiền thường đường nhưng mà nó nổi bật lên cho cả cái tư liệu lịch sử. Do đó mà tôi chú ý đến hai cái này. Hai cơ quan này đều nằm ở trong Tử Cấm Thành, bên cạnh cái Dự Thị Đường là cái nhà hát của vua. Cái tổ chức biên chế của nó rất là quy mô và chặt chẽ. Ví dụ như là từ thời Minh Mạng chẳng hạn, tất nhiên là những cái tổ chức này cũng mắn nhát từ người giao cơ, từ 1803. Nhưng mà có thời Minh Mạng thì ông đưa vào quy chế một cách chặt chẽ và rốt ráo. Quy chế của cái biên chế của thường thiền đường, tức là cái cơ quan nấu ăn để phục vụ hàng ngày cho vua đó, thì con số ghi là 50 người phục vụ mỗi người một món, mà trong tư liệu gọi là phẩm vị, bởi vì mỗi bữa ăn của vua là có 50 phẩm vị do 50 người phụ trách. Mà phần lớn những người ở trong đội thường thiền này là người làm thực yến. Thực yến là về thu phụ cũ đầu tiên của các chú Nguyễn, người ta dùng một khúc nguyên khi giờ từ ái từ vào thì sau đó nó trở thành nếp. Do đó mà người ta tin tưởng vào cái kinh nghiệm nấu ăn của cái dân làng thổ viên này. Nhà công bên thái viện thì biên chế là đến 83 người, và cái quy trình khám bệnh cho vua, bốc thuốc cho đến khi dân thuộc lên vô dùng thì tôi đọc tôi thấy hết sức là chặt chẽ. Mỗi lần mà vô ổn á thì tất nhiên là người y phải lên bắt mạch. Người y bắt mạch xong thì xuống hội đồng
kiểu như hội đồng y khoa đó, và kê đơn. Và kê đơn xong thì trình lên vua xem, và trong cái các cái vị thuốc á là phải nói cái tính ý chí của nó, vua xem mà vua bằng lòng rồi á thì lại đưa về để cho cả người y sắc thuốc. Sắc thuốc như thế nào, cân lượng ra làm sao, còn là bao nhiêu phần ở trong cái chén nước, nước nhất, nước hai, trộn lại chia làm hai, và các người y và những người trong thái viện phải uống một chén, rồi chén thứ hai mình liếm lại, bỏ vào trong cái tình giả nghiêm, bỏ lên kiều, chứ là bỏ lên cái một cái để mà gắn đi đó, thì trên có chai lòng, khi lên dâng lên cho vua dùng đó, thì là cũng phải các quan nghĩ phải quy xuống chết ra một cái chén nhỏ, bái vua ba bái và uống thử ngay trước mặt vua để cho vua tin là trong đó có phúc đồng. Đấy thì cái quy chế tôi xin nói tóm tắt như thế để thấy rằng họ đã tổ chức rất là hoàn chỉnh. Đó là về cái chuyện thuốc. Còn về con chuyện ăn á, thì có những cái chi tiết như thế này đáng quan tâm. Mặc dù cái tổ chức làm món ăn ở thường thiền đường đó hết sức là chặt chẽ rồi, nhưng mà vua vẫn chưa tin. Do đó khi dòng lên cho vua ăn, thì vua phải bắt buộc phải dùng cái lời đùa gọi là gỗ kim dao. Đây là tôi nghe lời thuật lại của một vị cựu thần ở trong triều đình. Ông nói rằng gỗ kim dao này người ta trồng nhiều ở một đất mạng gần Huế, và cái gỗ của nó có một cái đặc tính là nếu có chất độc thì nó sẽ biến màu. Cho nên có một ông lính ở trong đồi thường thiền chuyên môn ngồi bóc đũa bằng gỗ kim dao và ăn xong là bỏ ngay. Cũng tương tự như thế, vua cũng dùng một cái lời tắm rất đặc biệt, chứ không phải là cái tắm tre bình thường như bây giờ, gọi là tắm bông. Thì cũng có một ông lính ở trong thực cẩm thành chuyên môn ngồi bóc cái loại tắm bông này, thì bây giờ là nó khoảng 20 cm. Và nhà chúng tôi còn bảo tồn được một số những cái tắm như thế, một đầu là nhòm, còn một đầu người ta tập dập lại và cho nó tụa ra xung quanh giống như là cái hoa đang nở. Nhưng mà vì hoa là tên của bà Hồ Thị Hoa, là vợ ông Minh Mạng, cái đó mà người ta người Huế thường gọi chữ hoa là chữ bông, do đó mà người ta dùng chữ tam bông. Thì từ sáu lắm á, thì chúng tôi cũng thấy xuất hiện ở đâu cả, chỉ trừ ra một số gia đình còn giữ được một số những cái di vật ngày xưa. Ngay trong bảo tàng Huế thì chúng tôi cũng thấy còn giữ được đó. Về các đồ ăn tràng miền thì là các ba trong nội cung thi nhau trổ tài để dâng lên cho vua vẫn thích là để vua chiều cố, để vua sủng ái. Bởi vì chúng ta đã biết là trong nội cung, ví dụ như những nơi Minh Mạng nè, sự trung nghĩa không ghi rõ, nhưng mà có ghi rõ một chi tiết là có một lần ông có thể hàng tháng mất mùa và sai các bà thân đi cầu đạo khắp nơi không thành công. Cuối cùng ông kêu một vị đại thân lên nói rằng thôi bây giờ bởi trong không được, để cho là bởi cái sự uất ức về âm dương gì đấy trong cái hoàng cung á, thì hòa mái trời mưa xuống đó, thì là bởi cái yên tâm, tức là còn lại phải gấp rưỡi hoặc gấp đôi như thế. Thì mấy trăm quân từ đó tìm đủ mọi cách để được vua chịu bộ. Do đó mà cái tài nấu ăn, hay là nhất là cái tài làm bánh trái dành cho vua thì là đi đến mức tuyệt đỉnh. Do đó là một trong những cái nguyên nhân làm cho cả cái món bánh, món mức của Huế hiện nay hết sức là phong phú. Cùng song song với điều đó
nếu mua một lần mà ăn 50 món, ít như là cái thời Đông Khánh là 35 món, và thời Khải Định cũng thế. Thì chúng ta tưởng tượng 35 món thôi, thì mua làm sao mà ăn hết. Do đó người ta đã đi đến, người ta cố gắng làm đến cái mức mà đạt được cái tính chất càng ít càng tốt, nhưng mà tất nhiên là cái chất của nó phải ngon. Và đó chính là, theo chúng tôi nghĩ thì đó chính là cái tinh tế nó đã phát xuất từ trong cái ăn uống cung đình, và sau đó nó lan tỏa ra ở các cái gia đình của các ông hoàng bà chúa, hoàng thánh quốc thích, các tài thân, và nó lan tỏa ra ở ngoài nhân gian. Ngày nay du khách đến Huế thường ăn những bữa cơm gia đình, ăn những bữa kỳ bữa dỗ, thường có nhận xét những cái món ăn họ thưởng thức đó, nó rất là tinh tế. Không biết so với Hà Nội thế nào, nhưng mà chúng tôi chủ quán ở Huế thì nghe người ta nói là ví dụ ở Nam Bộ chẳng hạn, hoặc là một số địa phương khác, tôi không dám nói cái vùng văn hóa trung tâm này, người ta nói thì đặt to quá mà. Trong khi đó ở Huế thì cái gì nó cũng nhỏ nhỏ, cũng xinh xinh. Hiện nay đấy thì chúng tôi mới lý giải rằng đây là ảnh hưởng của một cái nơi ngày xưa vua chúa đã ăn uống như thế. Một cái ý nữa chúng tôi xin thưa, như hồi nãy chúng tôi có đặt ra đó, là hiện nay ở Huế, còn ở Sài Gòn, Hà Nội thì hiện nay chúng tôi chưa rõ lắm, có phục vụ trong các khách sạn một cái bữa ăn gọi là cơm vua hoặc là thiền. Và thiền tức là cái từ thuộc ngữ dành riêng cho vua ăn, đó là cái động từ ăn của vua, cũng như nói là vua đau thì nói vua đau, nói là ngữ xe, hoặc là vua ngủ thì nói là ngữ tắm, đó là những thuộc ngữ riêng ở trong văn quốc Huế. Thế là ngữ thiền là vua ăn, còn thường thiền là cái bộ phận phục vụ cái việc ăn uống cho vua. Thì hai cái thuật ngữ đó phải phân biệt. Có một số nơi thậm chí đến báo sách cũng dùng nhầm lẫn. Một điều mà các báo chí vừa qua có lên tiếng để nói về cái chuyện buổi ăn cơm vua ở trong các khách sạn, vì cái tổ chức không đúng tâm cơ như lịch sử đã có, tổ chức một cách qua loa đại khái rồi phá chế, rồi làm những cái mà ngày xưa không có, là không đúng với lịch sử. Do đó mà chúng tôi đề nghị các khách sạn sau này ở bất cứ đâu, nhất là ở Bà Huế, ở bên cạnh cái hoàng cung cũ mà chưa xa lắm, chưa lâu lắm đối với cái giai đoạn lịch sử ấy, chúng ta đã không sử dụng cái phương thức cơm vua thì thôi, chứ còn sử dụng thì cố gắng tôn trọng lịch sử để mà thực hiện cho nó đúng. Tất nhiên đối với các thực khách quốc tế cũng như quốc gia nội địa hiện nay đến Huế, như hồi nãy chúng tôi có thưa là có thể thưởng thức, nhưng mà cái đó tùy cái sở thích của từng thực khách mà sử dụng cái loại cơm vua nào. Bởi vì ví dụ như ông Gia Long là ông ăn rất là đơn giản, không uống rượu, Gia Long là không uống rượu, ngồi ăn không có ai ngồi cùng bàn, ăn 5-3 món thôi, thậm chí đơn giản nhất là vua Di Lăng chỉ ăn vài 3 món thôi. Còn những cái ông vua khác như ông Đồng Khánh, ông Cải Trình, ông Nguyên Mạng chẳng hạn thì nó phức tạp hơn như chúng tôi đã thưa. Do đó quý vị khi nào mà đến khách sạn Hương Giang hay là khách sạn Century chẳng hạn ở bên bờ sông Hương đó, thì là tùy theo cái khẩu vị cũng như tùy theo cái túi tiền của mình để mà đặt ra sông nào. Ví dụ như tôi muốn ăn bữa ăn của Minh Mạng chẳng hạn, có rượu nhất dạng một giáo xin tư đấy chẳng hạn, đó thì cái đó khác. Muốn ăn một bữa ăn đi theo cái kiểu bây giờ người ta thường gọi là ví dụ ôm cái câu không nhớ cái ăn khác ra sông của ông Đồng Khánh, còn cái kiểu hơi chay chút thì đặt ra sông của Vua Gia Long hoặc là Vua Duy Tân. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin lỗi tất cả các quý vị, bởi vì có nhiều vị để phát biểu ý kiến, cho nên là cái thời gian mà bắt đầu thực quả này.
Vậy thì xin thế này, các xin để vì giải lao ngắn thôi. Còn thì là nếu có thể được thì đây dành thì là cho thảo luận. Mà cái hội nghị mà không có thảo luận thì sẽ giải được rất kẻ nhạt và sản phẩm thành công. Vậy thì vậy tôi xin đề nghị là nghỉ ngơi một chút, giải lao một vài lần. Vai trò với những cái yếu tố khác đã khiến cho chúng ta có thể thoát khỏi cái sự đồng hóa của người nghìn năm bên cạnh cái nước Trung Hoa lại nhân to đấy. Cái vấn đề này tôi chỉ nêu ra và mong là sẽ có ý kiến. Cái thứ hai là chúng tôi muốn tìm những cái tư liệu về ăn uống ở trong các cái sách sử của chúng ta thì phải nói là rất hiếm. Chúng tôi đã khổ công đọc những cái tiểu thuyết, ví dụ như là Phản Lý Nhân Khổng Chí, ví dụ như Trình Nguyên Nhân Chí, để mà tìm xem thử trong cái truyền đó nó có phản ánh gì về cái ăn uống của chúng ta không, thì quả thực là chúng tôi thất vọng. Do đó mà thì chúng tôi chỉ làm được với công việc, tức là trên cái bộ tài năng của địa sử lệ của nhà Nguyễn, thì trong đó chúng tôi tìm được một cái số chi tiết về cái ăn uống, tất nhiên nó liên quan đến cái cung đình, liên quan đến cái kinh đô Huế. Ở đây chúng tôi chỉ làm một bảng thống kê và chúng tôi chỉ nói một nhận xét một thôi. Thì qua cái đài năng hội địa sử lệ thì chúng tôi thống kê được 47 loại bánh, 8 loại nem. Đặc biệt có những nem bây giờ chúng ta cũng nghĩ rằng là nó có, ví dụ như nem cá, nem tôm, có được 16 loại chè, 5 loại cháo, 21 loại canh, 11 loại hầm, 12 loại thịt quay, 6 món thịt luộc, 5 loại nhang hay là đồ. Thì ở đây chúng tôi có cái nhận xét sau khi làm công việc này, chúng tôi hết sức là ngạc nhiên là cái Đài Nam hội nghị lề nó phản ánh cái ăn uống ở Huế trong thế kỷ thứ 19, mà hiện nay đọc lên những cái tên của những cái món ăn đó chúng ta không biết đó là cái món gì. Tôi ví dụ như trong các loại bánh, cái bánh huyết cao chẳng hạn thì là mình chịu, hay là trong các cái loại cá chẳng hạn, có cái loại cá tôi nói là cá mềm, không biết là cái loại cá đó là gì. Thế sau đó mà tôi nghĩ rằng là như anh Tường anh lo là chúng ta phải thống kê, chúng ta phải làm cái công việc kiểm kê lại cái ăn uống, vì cái đế ăn Việt Nam thì cái đó là nó tồn tại và không thể có ai chứ dành được, nhất là ở các cái nước ngoài. Thế thì bây giờ chúng ta kiểm kê cái giá tài của chúng ta, thì tôi cho cái điều đó là cái điểm mà rất là quan trọng. Cái điểm thứ hai, khi mà làm công việc nghiên cứu này thì chúng tôi thấy thế này, tức là có lẽ cái cuốn mà kê về các cái món ăn của một cái cháu của mấy màng đó, con của Điền Vương, con dâu của Điền Vương, đấy là một cái gần như một cái ngoài này. Chúng tôi không tìm được ở trong cái sách hàng đó một cái loại sách nào về mình nấu ăn, và có thể nói là tất cả những sách về nấu ăn thì là ở đúng thị trường 20. Thế do đó mà nó gần như là về cái ăn uống, nó gần như là được truyền truyền miệng và cái cách mà thực hành. Thì do đó mà hiện nay như vậy, đến trước có thể có những cái món ăn mà được nhắc lại ở trong cái bảng những cái liệt kê, có lẽ bây giờ phải tìm những người lớn tuổi ở Huế để có thể hỏi và có thể là duy trì được cái những cái món ăn đó. Cái điểm thứ hai là chúng ta có cái bếp ăn nổi tiếng như vậy, nhưng mà hiện nay chúng ta không có một cái nơi để mà có thể giảng dạy. Thì do đó cũng có sách vở. Trước đây anh Cường nói thì là cái nữ công ở trong các cái trường nữ thì rõ ràng là đặt nặng như là trường Đồng Khánh, nhưng về sau này khi mà cái trường hỗn hợp đó thì là những cái nữ công nó cũng có. Nhưng mà tôi nghĩ là không phải là như Cường nói là cái bếp ăn thì luôn luôn mà nó gắn phụ nữ. Tôi thấy là tất cả ở Huế trong cái bếp ăn của nhà vua cái cúng lễ thì tất cả những người đầu bếp
đều là xuất phát từ cái làng Phúc Yên và đều là Nam. Thì cái điểm này chúng ta cần chú ý, và tôi nghĩ rằng là những cái trường học mà dạy nấu ăn mà ở nước ngoài thì có thể là cái số sinh viên mà Nam mà tham dự rất là nhiều. Khi tôi đến cái đại học ở Mỹ, ở Orange Coast College, thì trong cái trường đại học đó nó có một cái khóa nấu ăn và có một khóa khách sạn và nó có hàng một cái nhà ăn để mà nấu ăn. Thì tôi nghĩ rằng cái hướng đó, nếu mà trường nào không vướng mà nghĩ đến đề mà có thể mới cách để mà có thể là nghiên cứu về cái bếp ăn Việt Nam để duy trì và để phát triển nó, thì tôi nghĩ rằng là rất cần có một cái khoa ăn uống trong các cái đại học. Mà tôi cầu chúc cho cái đại học Hùng Vương là cái đơn vị đầu tiên khai mở ra cái con đường đó. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Tập thơ thực phẩm bát thiên 100 món ăn nấu theo lời Huế, để cái gia đình quan tâm được vậy. Cái đề tài của nó là cái tên gọi thực phẩm, còn lại cũng khá là một số các vị đặc biệt cho tôi và nhắc đến cái tập thơ này. Có lẽ như các vị cũng biết, ở Huế chúng tôi cũng như cả đất nước chúng ta này và một số nước ở phương Đông thì chúng ta rất quan tâm đến cái việc nuôi dưỡng ý chí cộng đồng, ý chí của nhiều thế hệ, và vì vậy nó phát sinh các cái hình thức là viết phổ hệ. Có lẽ cả nước của chúng ta thì ở đâu cũng có giáp phạm ghi chép lại các thế hệ trong gia đình của mình, có tập phạm ghi chép các cái thế hệ trong dòng họ của mình, và hương phạm ghi chép sự xuất hiện của các cái dòng họ trong một cộng đồng dân cư nhỏ. Và kể cả những người họ hoàn toàn không có nhu cầu là có nhu cầu truyền từ, họ cũng mong muốn để lại con cháu cho đời sau, như những người đi tu thì ở các ngôi chùa của Huế cũng có các phổ hệ của chùa, họ ghi chép lại thể thứ của những người đã từng đi tu trong từng các cái hệ phái của các chùa. Và triều nguyện, các vua triều nguyện thì còn có cái hình thức phổ hệ thứ hai, đó là ngọc phạm chép lại cái thể thứ của các vị vua và con cháu các vị vua. Có một cái thứ phổ hệ, nó lại không liên quan đến tâm thơ mà liên quan, và nó không phải là khói hương mà là khói của việc ăn. Đấy là cái phổ hệ ghi chép các món ăn mang tên là thực phổ bát thiên, tức là một cái bảng phổ hệ chép là 100 món ăn. Tác giả của tập phổ hệ này là bà Trương Năng Thị Quế, tức là vợ của hiệp tá đại học sĩ Hồng Khẳng, con trai của Tùng Thiền Vương, một nhà thơ nổi tiếng chúng ta đều biết. Bà là dâu của Tùng Thiền Vương, con dâu của Tùng Thiền Vương, đồng thời là cháu nội dâu của vua Minh Mạng. Thì sự xuất hiện của tập phổ này, theo tôi nghĩ, ngoài cái việc mà nhấn mạnh ý nghĩa văn hóa của nó, đó là nó còn trên cả cái tầm văn hóa này, nó đặt lên cả mức là lễ nghi, và nó làm cho tôi liên tưởng tới một cái ý tưởng mà trong một cuộc hội thảo về nghệ thuật châu Á Thái Bình Dương tại Osaka mà chúng tôi tham dự, thì chúng tôi đã nghe một cái đặc biệt rất đặc biệt của giáo sư Tomita ở trường đại học ngoại ngữ Osaka. Ông Tomita có đưa ra một cái ý tưởng mà chúng tôi cho là nó rất độc đáo và ngộ nghĩnh. Khi giới thiệu về Việt Nam thì ông nói rằng một trong những cái vũ khí mà lợi hại nhất của người Việt Nam trong suốt 2000 năm là cái miệng. Ông ta giới thiệu là cái vũ khí lợi hại nhất của người Việt Nam suốt 2000 năm, vũ khí lợi hại nhất đấy là cái miệng. Và ông phân tích cái vũ khí lợi hại này giữa hai thể hiện như hai dạng. Dạng thứ nhất là từ cái miệng mà nó nuôi trường ý chí và tình cảm của dân tộc họ, nó thể hiện qua ngôn ngữ tiếng nói của người Việt, sở dĩ người Việt độc lập được nhờ họ có ngôn ngữ riêng. Nó thể hiện qua cả cái hình thức dân ca, cái lời ca, và nó thể hiện qua cái hình thức là truyền kể, tức là văn học diễn giang. Ông cho đó là một cái hệ thống của vũ khí này, nó thể hiện bằng ngôn ngữ và cả hình thức diễn sự. Và cái hệ thống thứ hai của vũ khí này đó là ăn và uống, tức là từ cái miệng thì người Việt Nam có một cách ăn uống riêng. Và cái cách ăn uống đó, theo giáo sư Tomita, ông ta cho nó là sự dây ràng buộc, nó là sự nối kết ý thức cộng đồng của nhiều thế hệ. Và phân tích của một cái vị giáo sư Nhật Bản đây, thì ông ta còn cho rằng cái ý thức dân tộc của người Việt Nam thông qua ăn uống
nó còn cao hơn ngôn ngữ nói, cao hơn cả hình thức dân ca, cao hơn hình thức văn học dân gian. Ông ta cũng có nói tới cái việc là chúng ta nói trong 10 câu thì là bài từ, trong 10 từ thì bài từ là từ Hàn Việt. Nhưng mà tại sao thì cái tính đậm đà tính Việt Nam cái này nó còn cao hơn cả cái ngôn ngữ nói. Và ông ta đưa ra ý tưởng tôi cho cũng rất thú vị. Cái đó nó tương ứng với cái ý tưởng của bà Kim Đắc Thị Quế khi bà nâng cái việc ăn uống lên thành một cái hình thức rất tán đồng, ghi chép nó như là một cái phổ hệ để truyền lại muôn đời. Thì cái tập phổ hệ này có tất cả là 102 bài thơ. 102 bài thơ này gồm có 2 bài hình thức tổng lượng và sau đó là 100 bài chép lại bằng hình thức là thân ngôn tự tuyệt, một bài chỉ là cách làm một món ăn và chúng ta có tất cả là 100 món ăn. Trong bài viết là in chúng tôi đã có cái thống kê chi tiết rồi, chúng tôi chỉ muốn nói vài điểm đặc biệt thôi. Thứ nhất là cái phần tổng lượng, thì tổng lượng thường là nói chung nhưng mà đây tổng lượng này nói tới cơm, và cái phần bài cuối cùng bài 100 là nói đến nước mắm. Và cả này tôi cho là cũng có cái ý nghĩa của nó. Quả thật chúng ta ở trong cái vùng văn hóa, cái vùng văn hóa cầm đua Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản. Và trong cái vùng văn hóa cầm đùa này nó phù hợp là có những người cầm đùa dùng cả cái kể cả mì sợi hay là cả thứ, thì chúng ta là cái vùng văn hóa cầm đùa mà bằng cơm. Và có lẽ trên cành cơm thì có một cái văn hóa mà tôi được làm dùng gọi là văn hóa nước mắm. Bởi vì anh em tôi sang Nhật thì anh em sinh viên mà họ đi xa thì gọi là họ rất thèm nước mắm khi ở Nhật, tại vì người Nhật họ ăn rất ngon. Thì cái việc mở đầu bằng cơm kết thúc bằng nước mắm nó cũng thể hiện cái chỗ này. Thứ hai là cấu trúc 100 bài thơ đó, thì tôi phân tích ra thì thấy là có lẽ chiếm số nhiều nhất là 32 món ăn là đều liên quan tới cá tôm. Thứ nhì là 27 món ăn liên quan tới tương, chao, muối, dưa và mắm. Và thứ ba mới đến 26 món ăn liên quan tới chín và cá. Và cuối cùng là 15 món ăn liên quan tới hoa, quả và rau đá. Cái này có lẽ nó cũng thể hiện cái cấu trúc của cái khu vực ăn uống của hoàng gia, của hoàng thái. Bởi vì họ nặng về cá, về tương, chao, mắm, thịt, còn rau quả thì nó phải nhẹ hơn. Và tất cả trong 100 món ăn này thì cái điều thú vị là chúng ta thấy rất nhiều món ăn sáng trọng, quý phái đã được mô tả, ghi chép lại cách làm khá tỉ mỉ. Tức là có thể kể một vài món mà chúng ta thường nghe như là bồ câu tìm miếng sao, nem cơm, gà gân nai, nấu nước gà hầm, hải sâm nấu tôm, bào ngư hầm, cừu khọc hầm. Nhưng mà điều đặc biệt thú vị đó là có những món ăn kết hợp theo nguyên tắc, hoặc là họ lấy những cái món thức ăn rất đơn giản, rất dân dã nhưng mà là chế biến rất cầu kỳ theo lối của quý tộc, của hoàng tộc. Ví dụ chúng ta thấy là chả nghêu. Nghêu là một cái món rất dân dạng, nhưng mà lại thay vì ăn nghêu luộc như là dân gian thì họ tổ chức lại thành một món chả. Chả nghêu, rồi chả bún bỉ, hay cánh hoa lị nấu cháy, rồi hoa cáo trồn, rồi nấm mối, nướng hồng nữa. Tức là cái phương thức dùng những cái món rất dân dạng mà cung đình họa nâng ở đây chế biến một cách nhiêu kê. Và cả thứ hai thì nó lên đi ngược lại, là lấy những món rất quý nhưng mà lại làm theo lối dân dạng. Ví dụ như món mắm cua gặp, tức là mắm gặp cua là lấy cái gặp trứng của con cua và toàn bộ cái trứng này được chế biến lại thành cái mắm. Và theo như mô tả và chúng ta thì khi cái dĩa mắm gặp cua mà dầu lên thì nó như dĩa sông, nó hồng đỏ rực lên trên mâm mâm ăn. Thì để tôi cho đây cũng là cái phương thức mà có thể chúng ta vận dụng tính toán. Và một cái điều thú vị là trong 100 món ăn này thì chúng tôi cũng đã thống kê thì nó cũng có xích xoát 100 món mà gồm các thứ gia vị và các loài rau, lá và những cái đồ phụ gia trong món ăn. Như vậy người ta hết sức chú ý tới cả cái yếu tố gia vị. Và thông qua đó thì có thể nói là nếu chúng ta chịu khó và học là để học của người xưa thì có thể chúng ta cũng rút ra được những cái đặc trưng trong món ăn của một thời, đặc biệt là có thể đưa nó vào phục vụ trong các cái hình thức du lịch hay là trong các cái tiệc tùng hiện nay. Tức là nó những món ăn nó vừa kiêu kỳ cao sang của quý tộc mà nó vừa có cái phong cách đặc trưng dân dã
đặc biệt là cái đặc trưng dân dạng sự Huế mà đã được cung đình hóa, và cái tính tổng hợp, tính hòa đồng trong món ăn như nhiều người phân biệt đã phân tích thì có thể nói thể hiện rất rõ. Đó, biết đưa một cái lượng rất vừa phải thôi là cầm đủ tôm cá vào món ăn, đi kèm với các loại chế biến từ rau quả kết hợp trong các món ăn, trong các nguyên liệu với một hệ thống các đồ gia vị hết sức phong phú. Và vì thời gian quá hạn, chúng tôi xin trình bày thêm một điều là trong cái phần viết chúng tôi chưa nói hết, và rất cảm ơn ban tổ chức cho chúng tôi ngồi phần viết trình bày. Thì còn nói đúng là về một ăn thì nên nói hơn là viết, và ăn mà đi liền về nói hơn. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Về món ăn Huế mà bây giờ mình nói là ảnh hưởng từ cung đình ra món ăn dân gian ở Huế, hay là từ dân gian vào cung đình, thì nếu như chúng ta đi xa hơn một chút nữa thì thật ra vua chúa cũng từ dân dân mà ra. Cho nên á, người Phước Ảnh 12 tuổi chạy vào Nam thì gần 30 năm lăn lóc ở miền Nam không ăn đủ thứ mắm, đủ thứ dưa. Cho nên khi về Huế thỉnh thoảng ngài cũng nhớ lại những cái mắm, cái dưa đỏ của miền Nam và đem đưa ra Huế để mà dùng. Thì ban đầu á, người ta cho đó là những vưu vật, tức là món ăn quý. Ví dụ như cá thắt lá, cá bông, cá lâu, cá lóc bông, cái cá sắc kê thì đưa ra Huế. Chính đời Minh Mạng là bắt ông Hoàng thứ 10 là Tùng Hiền Vương phải nhân giống cá thắt lá ra để mà thả cá ao hồ quanh Huế cho dân họ sau này họ ăn. Thì bây giờ Huế mới có cái món canh chua cá thắt lá, hay là chả cá thắt lá. Hay là nhiều khi về Huế, quý vị lại được ăn cái món như cải sắc kê mình chặt mắm nêm. Quý vị tưởng đó là dân dạng, nhưng mà thật ra thời đó, đó là vưu vật của miền Nam đưa ra. Rồi sau đó, mình trồng lan ra ngoài Huế. Thì những cái đó là từ dân gian mà vào cung đình. Thì cũng không phải là từ trong cung đình mà sáng chế ra đâu. Bởi vì chẳng lẽ ngày nào ăn bát trân hay là sơn hào hạt vị thì chắc là cũng ngán lắm. Cho nên nhất là những cái đời vua Đầu Nguyệt thì ảnh hưởng của ăn uống miền Nam rất là mạnh trong cung đình Huế, vì đa số phi tần đều là người miền Nam ta. Thế thì ngay cả dòng nói trong cung đình và trước thời Thành Thái, người ta cũng phải tập theo cái dòng Nam để mà nói trung cung. Cho nên người Huế gọi dòng trung cung là dòng Quốc, có nghĩa là khi nói người Huế thái được tề xuống, mà người trung cung là phải nói quốc lên khi trong miền Nam đưa cho tôi miếng nước. Đó là cái dòng trung cung từ khi bà Tuyền Dung, bà Hồ Thị Hoa thì cung nữ thì thề tần đều phải là tập nói cái dòng quốc. Đó là ngay cả cái phần ăn và nói. Thì tôi nói sơ để mà quý vị thấy rằng những cái món ăn của vua chúa nhiều khi cũng không phải là quá sang trọng gì đâu. Có những món dân dã, những món cung đình thì cái đó là cái tính tổng hợp của cái món ăn Việt Nam. Về thứ hai, chúng ta xin có một cái ý kiến đối với hội nghị là những món ăn quý của Việt Nam, của đất nước Việt Nam hầu như bị quên lãng, mà không thấy hội nghị trong những cái món ăn 180 món ăn giới thiệu. Đó là những yến sào, ví cá, bầu ngư, gân nai. Thì đó đều là đặc sản của nước Việt cả. Ngày xưa người Trung Quốc rất là thèm muốn. Thế thì tại sao đến nỗi bây giờ mỗi lần nghe những món đó thì quý vị nghĩ như là món tàu. Họ muốn mua của mình về họ làm để họ nấu thành những món quý được gọi là món ăn Trung Quốc, trong khi đó là đặc sản của Việt Nam. Xin quý vị, những cái nhà chuyên gia nên tìm lại những món ăn đó mà đưa vào trong cái món ăn yến tiệc của Việt Nam để dành đại quốc khách, hay là dọn yến tiệc khi cần phải sáng tạo. Nếu không thì yến tiệc Việt Nam lại chỉ là những món ăn bình thường hết sao. Cho nên khi sưu tầm những món ăn, chúng tôi cũng mong rằng tìm lại những món ăn đã bị mai một, chứ không phải chỉ là những món ăn đang phổ biến. Ngay cả cái món thịt quay, quý vị nếu cho rằng đó là gốc tàu, tôi thấy rằng hơi khắc nghiệt. Bởi vì cả ba miền đều dùng thịt quay, nghề thịt quay người Việt đều biết, và dĩ nhiên ăn thịt quay cũng khác với người Tàu.
thì tại sao gạt nó ra khỏi cái thực đơn của người Việt? Nếu quý vị mà can thiệp đến mức như vậy thì hãy làm như Phan Thanh Giản, như Trịnh Hoài Đức, như Trần Tiến Thành và lên đến Hồ Quý Ly hay nhà Trần ấy cũng gạt được tàu luôn, hay là chuyện Hán chuyện Nô rồi cuối cùng là nó lúc tàu luôn hay sao? Cho nên cái gì đặc biệt hóa chúng ta chấp nhận vô trong cái thực đơn Việt Nam để cho phong phú hơn. Xin cảm ơn tất cả hội nghị. Đề tài mà chúng tôi biểu là trong cái tập kỳ yếu của hội nghị hôm nay rất là đơn giản, bao nhiêu chuyện to tát như là có các bậc giáo sư học giả mà đã rồi, tôi chỉ xin mà một cái là cái chuyện điện tâm, mà cái điện tâm chỉ vô một việc dù rất là nhỏ là dùng tôi cũng bảo vệ điện tâm của người Việt mà thôi. Sở dĩ tôi chọn cái này là bởi vì bây giờ khắp nơi từ miền Bắc tới miền Nam, thậm chí ở nước ngoài đều trưng lên cả cái tấm biển cũng bảo vệ, nhưng mà rồi cũng đi ăn á, thì bản thân tôi là người được sinh ra và lớn lên ở cái 30 năm nay ăn cũng khoảng 20 năm á, thì thấy rằng cũng giống như là cái mùi gốc mà mẹ tôi đã nói ngày xưa. Nên chính vì do như vậy cho nên là khi việc về cái vùng bờ Huế thì tôi có một lời ba đó, một cái ý nghĩ, nhưng mà trực tiếp chính là qua cái phần bản tắt. Phát bên này thì chúng tôi có ba cái vấn đề chính. Thứ nhất là chúng tôi nói chuyện về cái chữ vùng bờ Huế, cái tên gọi của nó và tại sao nó cái tên như vậy. Phần thứ hai ấy, thì chúng tôi nói về cả cái đặc trưng của vùng bờ Huế, nó khác với những vùng bờ cùng mang tên Huế nhưng không phải là người Huế nấu hoặc là nấu ở những chỗ khác thì nó như thế nào. Và phần thứ ba thì chúng tôi thử tìm hiểu vì sao có những cái khác nhau đó, thì những cái đó đã ở trong cái bài đề cả rồi. Thì tôi chỉ nhắc lại một vài chỗ chính. Dù như ở Huế thì không có chỗ nào mà cũng không có người Huế nào người ta gọi là bún bò Huế đâu, mà người ta gọi là bún bò do dốc hay là gọi bản tắt là bún bò. Tôi cũng có thử hỏi một vài người vì sao mà trong cái tô bún bây giờ nó có rất là nhiều thứ như thế mà chỉ gọi nó là bún bò. Thì rất nhiều bà hàng bún nổi tiếng cũng có và thương dân cũng có đều nói với tôi rằng ngày xưa thịt bò được gọi là cái quý hơn thịt heo, cho nên khi mà trong một cái tô bún có rất nhiều thứ như vậy thì người ta cũng nói đúng không phải là bún bò do heo, nhưng mà nó ưu tiên thì nó bún bò cho nó ngắn gọn. Mà người Huế thì hay gọi là phải quen là lược dài bởi vì cái video ra tôi trong cái bài tôi có ví dụ, tôi là luôn luôn tạo cái quan điểm sông Hương là bò do cái điểm sông Hương trà, sông Hương trà thì chỉ sông Kim Trà, sông Kim Trà là đi ngược ra lên cái đường là có ba cái chỉ lô chung với Linh Giang rồi đó, và người ta lược dài lược bỏ cái trà đi mà còn là thành sông Hương để phổ công cho cả cái nhà văn nhà thơ đi tìm mãi cái chất hương ở trong cái dòng sông Hương này để mà chứng minh. Thì tôi là người làm lịch sử cho nên tôi theo quan điểm như vậy. Thì chính vì cái chữ bún bò giống nhau mà người ta được giảng là còn bún bò. Còn về phần thứ hai thì chúng tôi đi vào một sự khác nhau thì để do thói quen. Và chỉ sự khác nhau này có hai cái diện khác nhau. Thứ nhất là khác nhau giữa bún bò gốc Huế và bún bò được nấu ở những chỗ khác Huế. Và phần thứ hai là nó khác nhau giữa cái bún bò ngày xưa và bún bò hôm nay cũng được nấu tại Huế. Và cái này suy cho cùng thì tôi cho rằng đó là do cái gu, do cái sở thích của người ta. Người miền Nam thích ăn ngọt, người miền Bắc thích ăn béo, người Huế thích ăn cay. Nhưng mà trong người Huế cũng có những ngọt, những cái ngọt ở trong bún bò gốc của Huế thì nó được nấu từ nên từ xương của động vật, tức là cụ thể là xương bò. Còn bây giờ thì người ta thường bỏ đường vào ở Việt Nam, miền Bắc thì người ta thêm vào cái bột ngọt cũng là thịt, nhưng mà thịt của bún bò Huế thì được cắt bỏ trong cái xo. Còn thịt của miền Bắc thì tôi thấy là từ người để riêng bên ngoài, lúc nào ăn nó thì người ta mới ăn kèm vào, ví dụ như vậy. Thì từ những cái cả những sáng đó thì tôi mới nảy sinh ra một cái ý nghĩ như thế này: liệu bây giờ có thể duy trì một cái nồi bún cùng gốc Huế ngày xưa hay không? Thì rất nhiều người cho biết rằng có lẽ là thực khách sẽ bỏ quả đó mà đi ăn cái quả khác, là bởi vì cái gu của bây giờ nó khác với gu ngày xưa, cho nên khi nấu thì phải gia giảm cả cái chất vào để cho nó phù hợp với cái quan niệm, nhất là quan niệm ăn uống của cái người già người trẻ bây giờ nó càng ngày càng xa nhau ra. Nhưng mà theo ý của tôi thế này, giả sử có ai đó mang già thì duy trì một cái cách nấu cũ như vậy thì nó sẽ rất hay hơn rất là nhiều, là bởi vì những cái chúng ta cũng cải tiến dần dần, từ hôm nay thêm một chút, ngày mai thêm một chút, thì tôi thấy một số nơi là bún bò đã có chế biến bún bò lắm rồi, bỏ thêm cái bún luộc ở đây. Thì như vậy để những khoảng đầu thế kỷ 21 người ta sẽ không thể nào hình dung được cái tô bún ở Huế đâu thì 20 là như thế nào, người ta chắc chắn là người ta sẽ không biết, và người ta cho rằng nó
cái bộ bảo vệ đấy, nghe nó đầu tiên như vậy là như thế này. Cái trường hợp này nghe thì nó bình thường, nhưng mà chúng ta phải nghĩ ra sao một xíu nữa. Bây giờ tôi nói về trở lại về cơm vua. Bây giờ ở cái hàng nhãn nhãn về cơm vua, mà cũng ai biết là cái cơm vua gốc của nó là làm sao. Cho nên là nhiều người làm cơm vua, trong đó có nhiều khách sạn, có đặc biệt có những người chèo đò một cái nồi cơm vua. Tôi cũng không có gì có được những người chèo đò, nhưng mà bởi vì nhiệm vụ của họ là nhiệm vụ chèo đò, chứ không phải nhiệm vụ của họ là nhiệm vụ nấu cơm vua. Mà cái cơm vua mà do người chèo đò nấu được vào phát đầu thì 21 và được người ta hiểu rằng đó là cơm vua của cả quốc nhân vật ở thế kỷ 19 thì điều đó nó cực kỳ nguy hiểm. Và cho nên trang bị của tôi thì tôi muốn là từ một cái trường tôi cũng nhỏ như vậy, nhưng tôi muốn là giữ lại tất cả những cái gì của ngày xưa, bởi vì cái chuyện ăn uống không phải là chuyện ăn uống mà có cái văn hóa đó. Mà đây là tôi là nhấn mạnh cái tốt của Huế là nó chuyên diện một phần của văn hóa ẩm thực theo lời Huế. Xin hẹn cho văn hóa ẩm thực của quả sứ quản. Xin mời cảm ơn, bởi vì chúng ta đã có bản thân ta và đây tôi cũng đang nói chuyện quán, nhưng một nội dung khác thuộc về lịch sử và có lẽ quý vị cũng muốn nghe chuyện này. Trong cuộc đổi mới của ta hiện nay thì nó cũng dù muốn dù không gì thì cái đổi mới thì nó cũng như ta đi bốn cuộc đổi mới. Cuộc đổi mới thời các chúa thì ta chiếm và ta tiến công vào miền Nam, chiếm lúa gạo mà ăn. Cái cuộc đổi thì ta rút súng thời đó đã bắt những người yêu thương những gì được thời đó. Rồi tới thời Gia Lam á, mà chiếm miền Nam á, thì ông ta lại làm tất cả kinh khí cầu cả này kia đều thành quát rồi xuống móng nhiều thứ lại. Thì ông ta bắt đầu đưa bắn lúa gạo qua sen lần đầu. Rồi sau đó thì Minh Mạng là tổ chức bắn đường của Quế qua ASEAN, tức là cuộc đổi mới thứ hai. Đấy. Cuộc đổi mới thứ ba thì là thuộc về cái nhóm của cụ Phong Chu Đinh. Đó là những cuộc đổi mới nó đều có một cái sắc thái đặc biệt. Bây giờ tôi chỉ nói một vấn đề, hồi nãy bây giờ tôi cứ nghe nhiều người nói ông Nguyễn Nhã cũng vậy, một bạn ở Quế cũng vậy, tức nước mắt. Bạn có tên là Nhân Kỷ Niệm, mấy mốt năm công ty Liên Thành 1935-1997. Bạn này có tên là Cấp Nhà Đại Trí Thức Việt Nam Với Nước Máu. Bởi vì suốt ông bà ta khinh cái nước mắt. Không phải bữa nay mà có hận với ông Nguyễn Nhã nó xin lỗi rồi, hận ông bạn mình đừng có nói tới nước mắm đâu. Dù nó của mấy bà nội trợ, những người tầm thường, những người mà ngắm thai cái mũi vô duyên, câu thơ thi xã Cô Thủy Nghệ An, trường Nghệ An nó bắn nước mắm cho nên nó hôi lắm. Người nhân văn, nhân nghệ sĩ không ai nói tới cái đó. Nhưng mà đến khi mà Việt Nam thấy rằng không có thể duy trì cho cái kinh tế cũ, không mở ra cái lối kinh tế mới, thì người miền Trung lập tức nghĩ tới sự duy tân. Mà duy tân đầu tiên á, của miền Trung á, miền Trung nó không có cái tài nguyên, có gì lớn lo, có gì nhiều vấn đề, thì chỉ có một cái là làm sao á, mà vận dụng cái mà trời cho có sẵn á, tài nguyên vô vàn đó, và cũng có thể bắn khắp nước như ông Nguyễn Nhã nói hay là như bạn về rồi nói, mà cũng có thể xuất khẩu qua các nước bạn. Thế thì chỉ con cái là đi vào Phan Thiết mà làm nước mắm thôi. Các cụ đã nghĩ thì cái công việc thật là cụ thể như thế. Thì cái người đầu tiên nghĩ ra cái điều đó không phải người có năm, mà là Nguyễn Lộ Trạch ở Hồ Thừa Thiên. Ông cũng không chịu học hành thi cử mà học theo cái lối riêng của ông, và ông khám phá được nhiều điều mới lạ, và ông nghĩ rằng phải đổi kinh tế mới. Mà trong kinh tế mới thì cái sự mà làm nước mắm là quan trọng. Nhưng ông vô tới Phan Thiết thì ông làm cũng không được, bởi vì ông trong thân lực mã mà có làm cũng dở. Đến năm 1975 á, tức là cái năm mà Nga Hoàng bị thua trận, những trận xiển liễn trên biển Đối Mã, theo biển Đối Mã của Nhật Bản, thì nhân dân Việt Nam giật mình, cả Đông Nam Á, cả thế giới qua đây cũng đều giật mình, mà thấy rằng 30 năm duy tân không phải là một chuyện đơn giản, mà nó có thể thay đổi hết cả cái bộ mặt của Đông Á. Thế thì có ba vị là cụ Phan Chu Đinh thì Đỗ Phó Bản, cụ Huỳnh Thúc Kháng thì Đỗ Tiến Sĩ, cụ Trần Quý Cáp thì cũng Đỗ Tiến Sĩ. Rồi cụ các cụ dẫn thêm một số thanh niên mà các cụ thường thường hay để ý các thanh niên đó đi vào ở trong Phan Thiết này, và đề nghị với các ông bạn ở trong đó là những người rất yêu nước mà các cụ đã được liên lạc từ trước, làm thế nào để mà
lập ở đó những cơ sở kinh tế và vào năm để lập cái sự duy tâm, bởi vì chỉ có trong năm mới có hy vọng có tài nguyên vô tận và có thể có cái nền những cái cách để mà giáo dục mới, đào tạo những sinh viên mới này kia cho nó để làm cái công việc của đó. Thì các cậu đi ngâm Bình Định thì các dụng thơ chúng ta biết rồi, các cụ đã làm thơ làm phú để mà đóng mạnh vào cái sự tri tệ và gần như chết của trí thức cũ của ta, và cái này được đưa ra Bác để cho người. Rồi các cụ vô ở tại Phan Thiết ở với các ông Bồ Tát Ban là nhiều vụ ở trong đó rất là yêu nước và rất là có thể hy sinh tôi đã nghĩa để mà tổ chức cái công ty mắm yêu thầy. Bây giờ chưa phải công ty đâu, bây giờ một cái hội, cái hội đó cả giáo dục mà cả kinh tế, trong đó chúng ta thấy có nhiều người như là ông Trần Đại Trắc, ông Hồ Tám Ban, ông Nguyễn Quý Anh, ông Nguyễn Trọng Lợi là có tay học và hăng học, lập tức đứng lên xem đó là lý tưởng mục đích của đời mình. Liền theo người ta thấy xuất hiện những tên có dấu ấn trong lịch sử chính trị văn hóa như phó bản Đặng Nguyên Cẩn, phó bản Nguyễn Sinh Huy, tức là cha Nguyễn Tất Thành, ông Nguyễn Tất Thành tức là Nguyễn Ái Quốc, cụ Hồ. Khi mà sau này cụ sẽ nhờ 14 đồng bào của công ty này để mà cụ sáng tạo, người ta cũng sẽ thấy tử nhân, tức là khi mà cụ có giải trong nhiều ban một thời gian thôi, nhưng mà cái khi mà cụ sống pháp thì được giúp đỡ như thế, người ta cũng sẽ thấy cử nhân Lương Thúc Kỳ, giáo thầu Nguyễn Hiệp Chi, nhà Á Quốc Trần Đình Phiên, Nguyễn Hữu Hoàng cũng lần lượt đưa nhau vào cơ sở chế biến nước mắm của Liên Thành và trường Duy Thân Dục Thanh á, do công ty Liên Thành tài trợ. Ông thì cái trong chuyện như thế nó dài dòng lắm, chúng tôi sẽ nói cho hết, tôi chỉ nói thêm một điều thế này thôi, là cái này không phải là họ nói một cách đơn giản mà có lý luận, và tôi có được đọc cái cuốn sách của ông Hồ Tá Khanh, ông đó là người bác sĩ ở tại Sài Gòn đây, ông rất danh tiếng lắm, và ông sao được nước Pháp mời làm tuyển, chứ không phải ông học, tuyển làm giáo sư đại học cho ngành y ở tại Pháp, ông chịu nhờ có biết cuốn sách khác tên là Thông Sử Công Ty Liên Thành Đức Công Phu. Tôi đọc các đoạn nghe, bác phải không? Các quý vị nghe một đoạn trong thông sử đó. Những tư tưởng mới không phải thình lình một đột phát trong một vài trí não như ngẫu biến sinh vật, mutation biologic, mà chính vì có một hoàn cảnh lạ thường mới xảy đến, biến chuyển cuộc đời vật chất, làm cho ý kiến hợp thời nảy nở trong một vài bộ óc ưu tú lẻ tẻ, rồi lần lượt lan ra và kết tinh trong nhiều bộ óc khác. Nó thì có là những vấn đề lớn. Lúc nào những ý kiến ấy thâm nhiễm vô đám đông thì trí tuệ biến thành thực hành, ngày nào đa số quần chúng được giác ngộ, lực lượng khổng lồ sẽ bùng nổ. Cũng cần phải biết phải vài thế kỷ hai hơn nữa, nhân tâm của quần chúng mới biến đổi hoặc tốt hơn hay xấu hơn, mà kết quả thì sẽ tùy thời cơ tại địa phương cùng với thời cơ trên trường quốc tế. Thế thì thì những người mà đề xuất cái duy và lãnh đạo có liên hành biết rõ mình đã hoàn cảnh lạ thường mới đến, cần phải hành động ngay thích hợp với xu hướng mới, họ cũng rất lâu dài với sự cố gắng tích cực của nhiều thế. Tôi có thể cái poster thêm cần cái này, cái ý của các ông này là muốn tổ chức hết những nhà kiến thức, những nhà khoa học thức, những nhà khoa học kỹ thuật để mà có một cái chương trình hành động, chương trình nó về như thế này, lịch trình tiến triển và biến cải công ty Liên Thành có thể chia làm ba giai đoạn như sau: thời kỳ nguyên thủy 10 năm từ 1906 đến 1917 tháng 3, thời kỳ tái hạn lần thứ nhất 20 năm 1917-1937, thời kỳ tái hạn lần thứ hai dự trù 99 năm 1937 đến 2036, thời kỳ sau này vì từ một lô quốc cần phải chậm ra nhiều giai đoạn khác nữa. Thì đã khác nghĩa là người ta cũng muốn làm như thế, chứ không phải là nói chuyện mà đưa đồng mô ra rồi những bài chuyện lợi cho rủ nhau làm những chuyện xa bại, mà là tính cái chuyện làm sao cứu dân, cứu nước, giúp dân, giúp nước. Và cái tôi á, tính kiến mà tôi được biết là những cái ông này, những Trần Đình Phiên các bạn, là ông bao quát hết cả công việc, những người hồi đó ông giúp, mà những người gì cũng bình thường khác mà ra là báo là ông giúp,
bọn phong tuyên sinh nó bị pháp về họ cũng lo dẫn con đi dẫn cháu đi về kia nào cũng phong tuyên thế cho đây á là sắp phụ mà để ra đây nhiều ông này đóng góp rất nhiều mà công ty Liên Thành cũng đóng góp rất nhiều cho nên tôi hy vọng điều này là lần này ý thức chúng ta họ đây tức là cũng có kế tục phần nào sự nghiệp sắp phụ và ước mong làm sao á và cái công việc đó ông này nó làm giờ lâu như thế sao tính cái công ty Liên Thành ra đến cả trăm cái công ty nhỏ này hơn trăm công ty nhỏ không phải chuyện đó đâu. Nhưng mà thôi cho nên chúng tôi chỉ nói gọn gọn thế để hy vọng rằng cái công việc của những hoặc tiền nhân chúng ta dạy chúng ta thì chúng ta làm sao học thì được và chúng ta làm tốt thì được kiếm xin cảm ơn. Tôi xin đọc cái tờ phát biểu của cái bài đã đăng ở trong kỷ yếu. Bữa ăn Việt Nam, ngày lễ Tết thì cũng như ngày thường là mối dây nối liền con người với môi trường xung quanh. Ngụ ý cái ơn trời đất phát dục vạn vật. Đấy là tôi trích ở trong lĩnh năm trích khoán mà cái bản dịch của cụ Mộ. Đó là ý nghĩa của những thức ăn, món ăn Việt Nam. Nền văn hóa ăn uống khởi thủy từ thời Hùng Vương, từ những món ăn như bánh chưng, bánh dày, cho đến cả kỹ thuật nấu nướng và cách ăn uống bằng bát, đũa vân vân, cũng dùng những vật liệu lấy từ môi trường xung quanh. Những món ăn Việt Nam do đó có những nét đặc biệt về giá trị dinh dưỡng, có lợi cho sự sống còn và sức khỏe con người. Cân đối giữa đạm, béo và bột đường, nghiêng về thực vật, thủy hải sản nói chung là các động vật ngày trước được bánh bắt ngày nay thì càng ngày càng được nuôi theo phương pháp công nghiệp. Văn hóa ăn uống Việt Nam bắt nguồn từ miền núi vùng Nam Trung Quốc mấy ngàn năm trước, tiến dần về phía Nam xuống đồng bằng ra biển, từ lục địa non cao hướng về đồng bằng biển cả. Đây là tôi cũng xin trích của nhà văn Sơn Nam. Nền văn hóa đó từ miền Bắc qua miền Trung tới đồng bằng sông Cửu Long có thêm nét mới của một nền văn minh miệt vườn, theo điều mình nói. Đào mương lên liếp, lấy phù sa làm phân, tạo dòng đất cao lấy đất thấp. Biết trồng tỉa khéo léo, cam quýt, sầu riêng, măng cụt. Biết đào hầm với cá bồ, cá cha. Những loại cá ngon của biển hồ cao nguyên bấy lâu nay chỉ sống trời xanh ngoài sông cá. Những vốn quý đó cần được gìn giữ và phát triển trong bối cảnh con người và môi trường hàng ngày hàng giờ đang biến chuyển không ngừng. Trong nỗ lực ấy, cần cảnh giác cao vì chính con người hay làm ô nhiễm môi trường sống do hành vi và thói quen ăn uống của mình. Từ nay trở đi, nhà nước ta cũng cùng với nhân dân đã nhất trí lo cho bữa ăn gia đình và nhất là nhằm vào khu vực nông thôn sản xuất ra lương thực thực phẩm. Tuy nhiên, không phải chỉ lo cho bữa ăn một cách chung chung, mà chú ý tới những nhóm có nguy cơ cao và các bà mẹ có bầu hay đang nuôi con trẻ em dưới 5 tuổi, mà còn cần quan tâm đặc biệt đến bữa ăn của các lứa tuổi học sinh trước và trong tuổi dậy thì, của các vận động viên, của các cầu thủ đá banh, các lực sĩ đi thi đấu tranh tài với bè bạn quốc tế, nên mong đạt kết quả cụ thể cho các thế hệ tương lai nhưng ngay trong hiện tại. Không quên bảo vệ rừng, tránh làm ô nhiễm môi trường với phân người, với phân súc vật cũng như với nước thải công nghiệp, và bằng cách tận dụng các nguồn năng lượng thiên nhiên mà chúng ta sẵn có dồi dào, có làm sao bảo vệ được cân bằng sinh thái. Tôi xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Tất cả vì chúng ta nghe, kể cả tôi thì nghe nãy giờ cũng nhiều quá, cho nên là xin phát biểu ý kiến thôi. Thứ nhất là tôi rất tán thành ý kiến của bác Hoàng Sinh Việt cũng như anh Trà Văn Thành. Tôi đã nhất trí quan điểm đó, vì mình ăn hồi nãy gì vô thấy nghiêm túc quá. Thứ hai, tôi thắc mắc cái hội nghị khoa học, cái chuyên đề hội nghị khoa học là bản sắc Việt Nam trong ăn uống. Nhưng mà nãy giờ tôi thấy là liệt kê các món ăn hơi nhiều và chúng ta có những tự hào về thức ăn của từng miền. Chứ còn cái mục tiêu này tôi thấy không, hình như chúng ta có nhiều người hơi đi lạc đề.
không nêu bật được cái bản sắc Việt Nam trong ăn uống. Mà muốn làm việc này thì tôi thấy trong cái hội nghị này không đủ thời gian. Vì chúng ta muốn nêu rõ bản sắc này thì phải so sánh với các thức ăn của các nước khác. Thì tôi thấy cái này nó cũng không hiểu ý thừa luôn. Tôi thì làm nghề chữa bệnh, không phải bác sĩ mà cũng không phải lương y gì cả, chỉ là một người nghiên cứu, nhưng đặc biệt quan tâm đến vấn đề ăn uống đối với sức khỏe của con người. Cho nên hiện nay thì bệnh nhân đến với tôi thì tôi có nhiều kinh nghiệm là người ta nói bệnh đau bệnh gì thì thường tôi biết là họ hay ăn uống cái gì ở nhà. Và cái điều đó thì chắc lẽ là trong cái bài đọc, cái bài trong ghi trong tài liệu có, cho nên tôi không nhắc lại. Xin quý vị đọc. Tôi xin tranh thủ mấy phút nữa để muốn đặt một vấn đề mà hồi nãy giờ không thấy hội nghị đặt ra. Tức là hội nghị đặt ra nãy giờ thì nói về nghệ thuật nấu ăn hay là các món ăn của ta ngon lành như thế nào, và liệt kê được vài trăm món ăn. Thì trong đó tôi thấy cũng có like nhiều lắm. Vì chúng ta qua quá trình sửa thì chắc là ảnh hưởng của bếp Pháp và lại bếp Trung Quốc, kể cả ảnh hưởng của người Campuchia, ví dụ cái chua. Ở đây tôi nêu ra cái ý thế này: nếu chúng ta đã là hội nghị và tập trung những người trí thức, những nhà nghiên cứu lại về để lo về cái văn hóa ẩm thực Việt Nam, thì đã làm thì chúng ta làm cho đúng cái chữ văn hóa ẩm thực. Tôi xin nói là tôi dùng chữ văn hóa ẩm thực chứ không dùng chữ văn hóa ăn uống, vì cái về văn phạm thì ghép chữ tiếng Hán Việt với tiếng Việt thì tôi thấy không biết thế nào. Thì tôi xin nói thế này: chúng ta có thể nào nâng cao cái ăn uống thành một cái đạo không, tức là thực đạo? Văn hóa ẩm thực phải là thực đạo, tức là nâng cao lên tầm cao hơn nữa. Ngoài cái việc mà chúng ta nghiên cứu về cái nghệ thuật ăn uống, nghệ thuật nấu ăn và cách phục vụ thế nào, thì chúng ta phải nâng lên hàng một cái nghệ thuật sống, một cái triết lý sống, và trong đó có cả mặt khoa học, cả vấn đề giáo dục. Thì cái bài này tôi cũng đã viết rồi, nhưng mà rất tiếc là đưa ra nhã thì tất nhiên là mỗi người được một bài đó, thành ra là cái bài này thì có lẽ sẽ dành cho một người khác. Tôi biết là không có ẩm thực hay là thực đạo Việt Nam, thì chúng ta là nói rằng hồi nãy có vài ý kiến của các bạn sợ rằng chúng ta không bảo vệ cái bản sắc Việt Nam trong ăn uống, thì tôi thấy cái đó cũng hơi xa. Vì quần chúng thật ra là người ta có đủ cái trí khôn và cái thực tế để người ta bảo vệ. Thứ nhất, bây giờ đến thị trường, cái món ăn mà được bán ra không ngon đó, thì dân chúng không ăn, và do đó họ làm hết sức ngon, có thể ngon hơn hồi xưa nữa. Mà cái vấn đề để bảo vệ cái thức ăn Việt Nam cho nó đúng nguyên thủy thì tôi không hiểu thế nào là nguyên thủy. Vì trong quá tiến trình lên đó, thì có cái hấp thu cái mới và có chọn lọc và có cải biên, thì cái đó cũng là của Việt Nam, chứ không phải những cái xưa cũ là mới là Việt Nam và những cái mới không phải là Việt Nam. Tá ẩm thực thì tất nhiên là phải cao, cái từ quá đúng nghĩa của nó phải cao, chứ không phải chỉ nằm ở chỗ nghệ thuật mà thôi. Vì nghệ thuật nó là thuật, còn cái thứ chỉ đạo thì nó cao và nó bao trùm hơn nhiều, mà cái đó mới xứng đáng là gọi là văn hóa ẩm thực. Xin có miếng dưới đây cùng quan tâm, cảm ơn. Xin cảm ơn một chồng. Tiếp theo là được xin quân Kim Tùng. Món canh chua. Món canh chua đó không phải là đặc sắc riêng biệt của miền Nam, miền Bắc và miền Trung cũng có. Nhưng mà món canh chua của miền Nam là phong phú nhất. Ở đây đa số quý vị là đã lớn tuổi. Lớn tuổi thì đều sợ cholesterol huyết cao. Các quý vị hãy ăn canh chua. Các bạn sồn sồn ngồi đây đang sợ tăng trọng, và xin mời các bạn hãy ăn canh chua. Đây là tôi trình bày theo cách tiếp thị của báo Sài Gòn tiếp thị, cũng như là của nhóm Sài Gòn Ta Club. Tại sao ăn canh chua để giảm cholesterol? Trong canh chua có những chất nhầy, ví dụ như là đậu bắp. Thì chất theo cái lý thuyết mới đó là những chất nhầy nó có khả năng ngoại hấp cholesterol. Cholesterol có hai nguồn gốc: cholesterol trong thực phẩm và cholesterol trong huyết.
cholesterol trong máu đi tới gan và tiết ra mật để tới ruột. Như vậy là cholesterol nội sinh hay ngoại sinh đều gặp nhau ở ruột. Bây giờ chúng ta ăn thêm đậu bắp, tức là chất nhầy nó giữ cholesterol lại ruột để bài xuất theo phân. Như vậy là cholesterol không vào máu nữa, và cholesterol trong máu chỉ có ra mà không có vào, tức là ra đi bất kỳ trở lại. Rõ ràng là cholesterol trong máu chúng ta giảm xuống. Như vậy là ăn canh chua, một món ăn trơn, một món giải khát, nhưng quý vị đã giảm cholesterol ở trong máu. Còn các bà sợ tăng trọng, tại sao ăn canh chua? Là tại bởi vì những người tăng trọng đó đều rất sợ những cái món nào mà nó có khả năng sinh nhiệt cao, sinh nhiều calorie. Nếu ta ăn canh chua đó, cái khả năng sinh nhiệt của nó thấp. Một chút thịt, một chút cá, không ăn bao nhiêu. Còn những loại rau thì rõ ràng là khả năng sinh nhiệt của các rau rất thấp. Đó là đứng về phương diện Tây y. Còn Đông y thì khi mà trời nắng, đi làm lao động ngoài trời mất nhiều mồ hôi ra nhiều, tức là âm dịch suy giảm. Âm dịch suy giảm thì chúng ta dùng những thứ rau mà vừa thanh nhiệt, vừa bổ thân dịch, như vậy là bổ âm. Âm dương bình hòa thì mọi chứng bệnh đều qua khỏi. Trong canh chua chúng ta thấy không phải chỉ có một vị chua không, mà nó hơi ngọt, hơi cay, hơi mặn, thì rõ ràng là đúng nguyên tắc của Đông y là điều hòa ngũ vị. Như vậy là trong một món canh chua đơn giản, chúng ta đã chứa được nhiều vật. Và chẳng những thế, trong một gia đình, nếu mà có ba thế hệ, từ ông bà, bố mẹ đến con cháu, chúng ta thấy rất nhiều gia đình, ông nội ngồi một góc, ăn theo cái khẩu phần của người cao huyết áp, bà nội ngồi một góc, ăn theo khẩu phần của người tiểu đường. Tức là mỗi người ăn theo một kiểu, một cái khẩu phần khác nhau. Thì như quý vị lúc nãy đã nói đó, cái lý thú là trong bữa ăn, ăn vui, ăn thoải mái. Và bây giờ mỗi người ngồi một góc, ăn theo cái khẩu phần riêng của mình, thì còn gì hứng thú nữa. Rõ ràng là ăn là cực hình. Vậy thì bây giờ cả gia đình đều ăn tô canh chua. Ông nội, bà nội, bố mẹ và con cháu đều thưởng thức món canh chua vừa ngon vừa vui vẻ và lại vừa ngừa được mọi chứng bệnh khác. Để xin chấm dứt là phát biểu của tôi đây. Quý vị, kể từ sáng tới nay, quý vị ngồi thì nghe hết người này với người khác thuyết trình, không biết quý vị nghĩ thế nào, nhưng tôi cảm thấy đây nó cũng là một thứ cực hình. Cho nên giờ đây tôi xin nói rất vắn tắt. Tôi có trình bày với ông Nguyễn Ngã bài mà tôi sẽ trình bày, tức là về ăn chồng. Sao tôi nói rằng là những chồng là đầu câu chuyện. Chúng ta tiếp khách, chúng ta đến thăm bạn, hay là trong cuộc giao tiếp nào đó đều có những chồng để đưa ra mời khách. Thì thành thành những chồng rất là giản dị, rất là đơn giản. Và chúng ta vào một nhà quê nào, chúng ta cũng trông thấy những cái thành phần đó. Nếu không người sân thì vườn, là cây cao, dàn trồng không, và có thể là một cây khế, một cây vỏ chay để người ta đẽo vỏ dùng cho miếng trồng. Ăn trồng thì không phải là ăn để lấy no, mà ăn trồng đây, tức là ăn để mà thu thập lấy một cái chất gì cho con người, mà nhất là đối với các thiếu nữ quê thì ăn trầu kén cánh chỉ, tức là ăn trầu khi nào mắm môi vào thì cái môi nó như có một làn chỉ đỏ viền qua ăn trầu. Nếu vừa rồi quý vị xem TV thấy cô Thúy Cải xuất hiện thì quý vị có thể nghĩ thấy là cô đang ăn một cái trầu, cho nên cái môi của cô đó miếng lên mà trông lên cái vết chồng. Thì trong cái tục lệ của ta đó, bao giờ cũng thế, trong ma trai cưới hỏi không có vết chồng
thì không có lẽ đi, mà không có lẽ đi thì không còn gì nữa. Vì dân tộc ta lấy lễ đi là trọng, mà trong lễ đi thì phải có biến trọng. Lễ hỏi ư? Có một chàng không, ít nhất cũng phải từ 100 quả trở lên. Lễ cưới ư? Không sao thiếu được chàng không. Hay là bất cứ trong một việc vui mừng nào, bạn bè họ mặt, sinh nhật con gái, đều phải có biến trọng thì trước bạn, ngoài những cái thứ mà ngày nay người ta dùng trong gia tiếp sau thì bao giờ cũng vẫn có miếng trầu. Có lẽ rồi đây miếng trầu sẽ không còn được, không dùng trong đám nhiều người hành thi nữa, vì chúng ta danh chắn ăn trầu không có phù hợp. Những các cô gái quê bị trăng đen ăn trầu mua đỏ thì khi ra nhìn thêm đôi má hồng nữa, đấy thì làm cái vẻ đẹp thiên nhiên trời dành cho khe nam giới chỉ ngắm và khen về nữ giới vậy. Tôi nghĩ lại, nếu không có miếng trầu thì sự giao tiếp giữa bạn bè thân thuộc với nhau ở thôn quê sẽ nhạt đi. Buổi trưa cây ruộng ngày nào lên ngồi giữa gốc cây, một bà vừa trong bọc ra một cao trầu mời một người một miếng, thì cái miếng trầu đó tôi thấy thơm ngon vô cùng. Và thì không kéo dài thì giờ thì quý vị ngồi cũng đã nóng ruột rồi, tôi chỉ xin kết luận như thế này. Đấy là còn lúc Việt Nam chúng ta ngày nào tôi nghĩ rằng người ta vẫn còn trồng công, trồng đồ không, trồng những cây khế, cây sú, thì ngày đó chúng ta còn ăn trầu. Và còn ăn trầu thì tôi xin nói là còn người Việt Nam, còn dân tộc tính Việt Nam, còn những sự giao tiếp Việt Nam, còn văn minh Việt Nam. Và chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Làm việc thì chân lý đó hiển nhiên là cao đẹp rồi, nhưng họ cũng thoáng ngập ngừng suy nghĩ là tại sao là con người khi có cái dân tộc lấy ăn làm mục tiêu của đời sống để ăn nhỉ. Tôi nói đùa thì thôi, nhưng dường như tôi nói thật lòng tôi. Từ khi làm việc cũng như những tộc khác từ bỏ chỗ cũ mà đi rất xa để lập nước mới, từ khi có tuổi đời tuổi nước là có tuổi thiên tai, là có tuổi ngàn năm chiến tranh tàn khốc, có đó rồi mất đó, dừng lên đó sụp đổ điêu tàn đó, cung điện lâu đài cũng thế, địa vị tăng quyền cũng thế, tất cả là điểm dâu điểm, chẳng có gì là biên điểm dài lâu. Đời là một quả tạm, quả mong manh, thôi thì ăn một miếng cho vui, thôi thì uống một miếng trăm năm. Do đó cũng hiểu, cũng cảm nhận văn hóa Việt Nam như đang tắm gồ trong dòng chảy sinh động, muốn thắm liền, muốn cạn liền, muốn sống sung sướng liền thì hãy ăn một món ăn ngon. Có lẽ văn minh văn hóa Việt Nam quy tụ vào chỗ nào? Xin chào quý vị. Tham gia những việc thảo luận về cái tập trung vào một là vấn đề cái đặc trưng nào là đặc trưng cơ bản, đặc trưng nào là đặc trưng cơ bản của đề án của Việt Nam và của các miền, và thứ hai là làm thế nào để chúng ta phát triển cái văn hóa ăn uống hay là cái du lịch văn hóa ăn uống ở Việt Nam. Bác cần phải nói là để cho bác sĩ Nguyễn Cộng Hà nói trước rồi sau nói sau. Bác Trường Hà là một trong những đề trong ban cái điều mà bác sĩ thì có nhiều cái dịch gì đó ở đây biết cái ăn uống của người ta. Xin bác sĩ có ý kiến về văn hóa. Tôi không phải là nhà nghiên cứu về văn hóa nói chung, và đặc biệt là về văn hóa ẩm thực hay là ăn uống gì đó, nhưng mà được dự cái buổi hôm nay thì học hỏi được rất nhiều, và từ một cái số thông tin tôi nhận được thì tôi cũng có vài suy nghĩ xin đề xuất với hội nghị. Tôi nghĩ đến ngay những kết luận hoặc là những
cái hội thảo này đến ở ngoài nước. Tuy nhiên ở đây là chúng ta đi sâu vào tìm hiểu những cái gì đặc sắc ở trong cái ngành ăn uống Việt Nam, mà tác động nó ra ngoài sẽ rất lớn. Trước hết chắc chắn nó sẽ đóng góp vào cái việc khẳng định vị trí của cái ngành nấu bếp ăn của Việt Nam trong thế giới. Đến bây giờ thì thường người ta nói về thức ăn Pháp, thức ăn Trung Quốc, và cũng có người nói đến thức ăn Việt Nam gần đây thôi, hay là thêm vài chục năm nay. Và người ta vẫn cho rằng hai cái ngành ăn của thế giới là tập trung Pháp đứng đầu hay là Pháp với Trung Quốc đứng đầu. Còn Việt Nam thì chưa thể hiện được cái vị trí của mình. Nhưng mà qua những chuyến đi đây đó thì tôi hiểu được các bạn nước ngoài, đặc biệt ở Pháp, thì phải nói rằng là họ dần dần họ thấy được, họ so sánh được cái ngành ăn uống Việt Nam với ăn uống Trung Quốc. Và họ cho rằng cái ngành ăn uống Việt Nam nó tế nhị, nó ngon, và có thể nó vừa ngon và vừa lành như mọi nhà cũng đã nói. Và phải nói rằng là nếu đi phân tích những các món ăn của Trung Quốc Việt Nam thì ra nó vấn đề dầu mỡ thì là, và đặc biệt châu Âu thì giờ là thật sợ. Cái thứ hai nữa là vấn đề bột ngọt, và cái chúng ta đã biết cái hội chứng bột ngọt nó như thế nào. Thì Việt Nam ta cũng có dùng bột ngọt, nhưng mà lưu lượng chắc chắn là nó không như là Trung Quốc. Thành ra do đó cái vai trò của món ăn Việt Nam ở châu Âu thì có thể nó đang dần dần chiếm lại hay có vị trí mà đáng kể của mình. Nếu và có một số người ngày càng đông cho rằng cái món ăn Việt Nam vẫn hơn món ăn Trung Quốc. Thứ hai nữa, ngay những nhà đầu bếp nổi tiếng của Pháp, tôi nói Pháp thì tôi biết ở Pháp nhiều, ở Pháp khoảng chừng trên dưới 20 người đầu bếp nổi tiếng, và có người được tổng thống tặng huân chương này nọ, thì họ cũng thấy rằng bây giờ muốn làm cải tiến thức ăn Pháp cho ngon nữa phải đem những gia vị của châu Á, tôi nói châu Á chứ phải cái con heo quay mà dùng ở Pháp. Bây giờ có thể nó một hay hai cái nhà hàng lớn nhất ở Paris, nếu mà các chị bạn nào biết Robinson hay gần đây thì nổi lên là Alain Cass hay là Yves Guillot ở cái sản Mê Giang, thì đã du nhập được những cái gia vị của châu Á để mà cải tiến, nâng cao cái món ăn của bạn. Thì thấy là cái vai trò của một cái cách nấu bếp của châu Á nó cũng đang thâm nhập đến Pháp để mà Pháp cố giữ cái vị trí hàng đầu của mình trên thế giới trong cái ngành ăn uống. Cái thứ hai nữa là đối với kiều bào, thì kiều bào rất quan tâm vấn đề này, và chúng tôi nghĩ muốn đóng góp vào cái phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho kiều bào, thì ngoài vấn đề dạy và học tiếng Việt thì vấn đề ăn uống cũng là vấn đề quan trọng. Ngay cả các báo chí của bên ngoài, từ những tờ báo ủng hộ chúng ta hay những tờ báo trong đó chúng ta luôn luôn có những cái mục mà dạy nấu các món ăn Việt Nam, và trong từng gia đình cũng phải cố gắng làm thế nào cho con em mình thế hệ trẻ sinh lên sinh và lớn lên ở nước ngoài cũng phải tập cầm được đôi đũa ăn được những cơm và một số thức ăn mà thường từ cánh kho cá chua hay thể mắm. Dạy cho một cháu ở Pháp ăn mắm rất khó, thì là không quen rồi. Nhưng mà chỉ ăn được rồi thì nó rất là thích, và 2-3 năm gì đó được về nước lần thì luôn luôn làm thế nào mà ăn được mắm, ăn được mắm chua ở trong nước. Thì đứng trên nước này tôi nghĩ rằng là những cái kết luận của chúng ta cũng tôi mong rằng cũng sẽ được phổ biến ở ra ngoài và đóng góp vào cái việc mà khẳng định vai trò vị trí của ngành ăn Việt Nam trên thế giới, đặc biệt là góp sức giúp cho kiều bào thế hệ trẻ giữ gìn được cái bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam qua cái vấn đề ăn uống. Điểm thứ hai nữa là chúng tôi cũng xin đề xuất
Ở đây thì chúng ta tuy nhiên trong giai đoạn đầu cố gắng là tìm hiểu những cái đặc sắc của cái bản sắc văn hóa dân tộc, bản sắc ăn uống dân tộc trong ăn uống Việt Nam, liệt kê kiểm kê lại những cái gì mà nó thật là của dân tộc. Tôi cũng xin đề nghị thêm với thêm các nhà nghiên cứu là cũng như là trong âm nhạc chúng ta phục hồi vốn cổ, tìm hiểu vốn cổ nhưng làm thế nào cũng nghĩ đến cách nâng cao cái ngành ăn uống Việt Nam, và tôi nghĩ là này cũng rất quan trọng. Và có nâng cao được từ cách nấu nướng, từ cách dọn bàn, từ cách đưa từng món ăn ra, và nếu có thể kết hợp với vấn đề uống nữa thì chắc chắn là sẽ đóng góp vào cái, tôi chưa dám nói là hiện đại hóa, nhưng mà có thể nâng cao được cái ngành ăn uống, cách dọn bàn, nấu nướng của chúng ta. Trong này thì tôi nghĩ có vấn đề quan trọng là không phải thuộc lĩnh vực của chúng ta, nó liên quan đến các ngành khác, đặc biệt là cái bảo quản hay là cái nguyên liệu. Vậy muốn ăn ngon cái nguyên liệu phải bảo quản, tôi chưa nói đến môi trường như thế, nhưng mà phải nói là bảo quản cái nguyên liệu này thì rất cần thiết, và tuy nhiên liên quan đến các cái ngành công nghiệp thực phẩm thì cũng mong rằng có sự phối hợp của ngành công nghiệp thực phẩm để mà góp phần nâng cao được ngành ăn uống Việt Nam. Và tôi cũng mong rằng là ngành du lịch là một trong người chủ trì tổ chức cái hội nghị này nghĩ đến nên phát huy được cái thế của mình, đặc biệt là có những quán ăn của Việt Nam ở các nước đó. Cái này nó lợi về tuyên truyền đối ngoại cho ta hiểu cái nền văn hóa Việt Nam vân vân, rồi thì là có thể về kinh tế phần nào đó cũng có thể đem lại một cái thu nhập nào đó, mà tất nhiên là lúc đầu thì nào thì hơi khó về kinh tế, nhưng mà rất cần thiết. Và tôi nghĩ rằng từ ở châu Âu, ở châu Mỹ Latin, bây giờ ở Đông Nga, ở SNC bây giờ thì là các anh em mình sang đó cũng mở quán cũng rất nhiều, mà cũng rất là thành thành. Nhưng mà tôi ngay ở Pháp đi đó, nhưng mà đi tìm được một cái quán Việt Nam mà nó giữ được cái bản sắc dân tộc cũng rất khó, cũng rất khó. Thì cái này sau đó đóng góp thêm cho bà con bên ngoài. Cuối cùng thì tôi cũng xin có một cái nhận xét xin lỗi Nhã. Trong cái bài phát biểu của Nhã thì có nói đến cái đặc điểm thứ 8 là cái tính mến khách, hiếu khách, tình cảm của người Việt Nam ta. Và nó nói rằng là cái chuyện mà mời khách vào trong bữa đầu tiên mà khách là một cái vấn đề cần phải làm, nhưng mà dân Nam Bộ thì do cái tay thực dân thì đã mất cái không khí. Thì tôi cái nhận xét này là tôi chưa thấy, riêng tôi nghĩ góc độ tôi thì tôi thấy nó không đúng và không chính xác và oan cho cái người dân Nam Bộ. Thứ nhất là khi nói đến tay thực dân thì tôi nghĩ là cái người Tây, người Pháp ngay cả trong thời thực dân và đến nay thì cũng có cái nền văn hóa ăn uống cũng văn minh đó, cũng tốt. Và không phải là Tây thực dân rồi là không có cái văn hóa này đâu. Thứ hai nữa là nếu mà đối chiếu với chúng ta đây thì cái người dân Việt Nam ta Bắc Trung Nam đều là một cái dân là tình cảm và là mến khách, nhưng mà tất nhiên có thể mỗi vùng nó có cái phong cách thể hiện cái mến khách tiếng khách đó riêng. Nhất là đối với dân Nam Bộ thì cũng hưởng được cái truyền thống mến khách tình cảm đó, thì cũng biết là biết trong cái buổi ăn là đều có mời khách. Tôi về trong nước thì 20 năm nay thì xong thì ở thành phố hay là đi về quê, đi về đồng bằng sông Cửu Long, vào các cái xã ở cái đi về kinh tế mới vân vân thì cũng là đều vào các gia đình của nông dân, thì cái tình cảm mến khách đó và cái chữ mời khách nó rất là cụ thể, không phải chỉ ở thị xã, ở thành phố mà kể cả ở huyện, ở xã nữa. Thì không biết cái nhận xét tôi đúng không, nhưng mà cũng tôi cũng phải nói lên mạnh dạn nói lên là xin lỗi anh Nguyễn Nhã, là muốn học lại minh oan cho người dân Nam Bộ. Giáo sư Ngô Gia Huy nói là tưởng tượng rằng nếu trong những cái buổi tiếp tân có tính cách quốc gia mà tiếp theo cái lối Việt Nam thì cái điều đó hiện nay á, những cái buổi tiếp tân chính thức thì chúng ta vẫn tiếp tân trong cái nhà theo cái kiểu như thế này theo Tây phương, mà chúng ta chưa tiếp tân trong cái nhà năm gian cổ kính
có hoành phi câu đối, có sập vụ, có tủ chè. Và những người khách quốc tế đó cũng ngồi bắt chân vòng tròn như chúng ta quanh cái mâm tròn như giáo sư Murali nói. Thì khi chúng tôi sang bên Nhật thì tất cả những cái buổi đi họp hay là tất cả những cái buổi mà người Nhật mời để chiêu đãi thì đều ăn theo cái phòng khách của Tây Phương hết. Nhưng mà thế nào cũng buổi cuối cùng là cái buổi tiếp tân chính thức thì sẽ được tiếp tại cái vườn cảnh Nhật Bản, tại trong cái căn phòng Nhật Bản rải chiếu và quỳ ngồi ở trên cái sàn nhà và ăn theo cái lối Nhật thuần túy. Thì nếu chúng ta cũng tổ chức cho người Tây Phương hiểu văn hóa Việt Nam, là nếp sống Việt Nam và thức ăn Việt Nam nó như thế, thì cái điều nhận xét của giáo sư Murali khi mở đầu cái buổi họp ngày hôm nay tôi thấy nó là rất có ý nghĩa. Và nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Thường có nói một cái câu rằng cái quốc phục Việt Nam của phụ nữ đó thì còn, nhưng mà cái quốc phục của nam giới thì mất. Thì Hoàng nhà văn Hoàng Phủ từng nói câu đó thì tôi thấy tôi lại nghĩ tới một cái buổi mà khi tôi sang dự cái hội nghị giáo dục Đông Á ở Nhật Bản thì tất cả các cái buổi họp thì đều mặc tây hết, mặc ô phục hết, nhưng đến buổi cuối cùng nó có cái giấy mời tiếp tân chính thức, một cái reception official. Thì hôm đó buổi đó mình cũng tới họp, tới dự bữa tiệc, tới nơi một cái thấy phái đoàn Ấn Độ, phái đoàn Nhật, phái đoàn Trung Quốc, phái đoàn Lào, phái đoàn các nước đều mặc quốc phục. Người Ấn Độ họ cũng mặc cái quốc phục của họ, cũng quấn cái khăn, rồi thì tất cả phái đoàn đều mặc quốc phục hết, riêng phái đoàn Việt Nam chúng tôi mặc con pê thôi. Thì lúc đó thì quả nhiên mình cũng có văn hóa rồi. Đã. Và lúc đó mình nghĩ rằng là tại sao cái áo dài khăn nóng của mình nó đẹp như vậy sao mình không mặc? Và có người nói đâu, nó phong kiến. Thì tôi bảo rằng nếu phong kiến là cái mũ cánh chuồn và cái áo thục xanh nó mới là phong kiến, còn cái áo dài khăn đóng nó là cái quốc phục từ người nhà quê Việt Nam cũng mặc, tại sao chúng ta lại nói nó là phong kiến? Cho nên tôi nghĩ rằng cái đó nó phải đặt ra thành vấn đề. Tôi có viết một cái bài trong cái tờ du lịch là tôi có nói là cái vấn đề áo dài khăn đóng, thì chắc rằng có nhiều người đồng ý cũng không đã. Thế thì đó là tôi xin phát biểu ý kiến về phần thứ nhất. Phần thứ hai á, nói về cái món ăn Việt Nam á, tôi thấy không có ai nói đến cái món thịt chó. Mà cái đó người ta nói, khi tôi ở Nha Trang thấy với việc rất lớn, sống trên đời, cái quán sống trên đời là chỉ có ăn thịt chó. Thành ra cái đó cũng nên có một cái bài viết về cái món đó, mặc dầu người Tây Phương thì họ bình thường không được giết chó. Đó. Thế thì khi tôi mới qua Canada chẳng hạn, thì thấy hai cái món ăn Việt Nam nổi bật nhất lên là cái món bánh cuốn và cái món phở. Vậy hai cái món đó ra ngoài nổi bật nhất là hai cái món bánh cuốn và phở. Thế thì tôi thấy rằng là đó là hai ba cái món tôi xin nói lại là món ăn thôi, còn xin vắn tắt xin hết. Bây giờ không kịp thì trước nữa thì xin hai vị sẽ phát biểu ý kiến, xin mời. Kính thưa hội nghị, chúng tôi rất đây làm hân hạnh được trường Đại học Hùng Vương và nhất là ông Nguyễn Nhã cho chúng tôi được đến đây để dự cái hội nghị về văn hóa ăn uống hôm nay. Đó là chúng tôi xin thành thực cảm ơn nhà trường Hùng Vương và tất cả quý vị trong ban tổ chức. Theo chúng tôi hiểu đó thì thưa tất cả từ sáng đến giờ quý vị đều giới thiệu nhiều món ăn và thưa ngon có, lành có, bổ dưỡng có, rất là phong phú. Tuy nhiên chúng tôi chỉ có một chút ý kiến nhỏ thế này thôi, bởi vì nếu bây giờ những nói về ăn uống thì dài lắm và chắc chúng ta không có thời giờ và chắc quý vị cũng không cho phép. Chúng tôi chỉ xin được thưa thế này là cái băn khoăn của tôi từ sáng đến giờ là thưa được nghe rất nhiều ý kiến và rất quý và phong phú lắm. Chúng tôi được học hỏi rất nhiều, xin thành thực cảm ơn. Tuy nhiên, có một điều chúng tôi thắc mắc là
đầu đề của vấn đề là bản sắc Việt Nam trong ăn uống, thì chúng tôi thưa rằng chúng tôi không thấy đặt lên hay là chưa nói rõ vấn đề bản sắc Việt Nam. Chúng tôi chỉ thấy nói ăn cái này bún bò Huế hay món đậu món kia, nhưng không thấy nói bản sắc. Bởi vì theo thiền kiến thì nếu là văn hóa thì cái bản sắc là vấn đề cần phải nêu lên lắm. Mà ví dụ như thế này, như vừa rồi có vị vừa rồi phát biểu đó, thì nói đến vấn đề của người Nhật chẳng hạn, từ cái cách ăn của một bữa cơm, người ta vào một cái gia đình, nếu là cha mẹ ngồi với nhau và có con cái thì ăn ngồi, cái cách ngồi đã khác rồi. Thế nếu mà là đến nhà bạn mà có ngồi được ăn chung với bố của bạn thì chỉ có ông bố già đó được xếp bằng thôi, không biết có phải thế không thưa ông bạn. Còn những người con cháu, ngang hàng con cháu là phải quỳ. Thế thì ngay cái đó là bản sắc, từ cái phong cách ngồi đã là bản sắc rồi. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng nếu là bản sắc thì từ cách tổ chức, hình thức, nghi lễ đều là mới là bản sắc. Chứ còn nói đến chỉ là nói cái cách nấu nướng món ăn ngon thì cái đó chúng ta thấy phong phú lắm, nhưng mà không nêu được bản sắc. Thành ra ví dụ như người Nhật người ta ngồi như thế, rồi trước khi ăn thưa quý vị như thế nào? Cái phong tục của người Nhật, ví dụ như ông bạn đây chắc đã biết rõ lắm, trước khi vào ăn, ngồi thì là ngồi quỳ, và chỉ có người là bậc cha mẹ mới được ngồi xếp bằng thôi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi người ta ăn thì người ta chắp tay thế này, nói Itadakimasu, tức là như ý, chúng tôi hiểu không rõ lắm, nhưng mà tôi xin bái lĩnh. Vì cái điều đó là để trả ơn, cảm ơn tất cả những người đã có công ơn làm ra những thực phẩm cho chúng ta ăn. Thì đấy là cái phong thái của người ta, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là một bản sắc. Thế thì không biết là ở đây chúng ta như thế nào cái bản sắc ăn. Thế thì trong cái ăn của Việt Nam chẳng hạn như nó có mỗi một cái món ăn một cách ăn khác nhau. Chẳng hạn như chúng tôi được nghe nói như thế này là gỏi thèm nem thừa. Thế thì ăn gỏi thì ăn như thế nào? Ăn mang cái tính chất như là thèm thuồng lắm. Vì thưa quý vị ở đây nếu có ăn gỏi cá thì thấy rằng gần như nó hơi, tôi xin lỗi, nó hơi ăn tham, ăn thô tục, là vì nó có rau, có đủ các thứ, có giấm, có cá nữa. Thành ra phải ăn nhiều và ăn. Đó là phong thái bản sắc của cách ăn cơm. Thế rồi chưa, ở ta có đi câu là lúc vào ăn cơm là phải giữ cái mời chào nhau. Ví dụ như chúng ta chỉ nói tiếng chào cao hơn có, cho nên người ta ngồi và ăn cơm là mời hoặc như thế nào. Và đấy có một vị có nói cả những cái tiếp khách, đãi khách, góp cho khách hay vân vân. Chúng tôi nghĩ những cái tác phong như thế đó là bản sắc. Thế thì từ sáng giờ chúng tôi mong mỏi được học những cái điều đó thì chưa được nói, thành ra chúng tôi thì xin phép đề nghị thế này, mà nếu quả thực tôi nhận định không sai mấy thì xin quý vị lưu ý là những cái sau, nếu chúng ta nói về bản sắc của Việt Nam trong ăn uống thì chúng ta phải làm thế nào nêu cái bản sắc lên để cho chúng tôi được học hỏi, đó là điều duy nhất. Và vấn đề thứ hai là mong mỏi rằng trường đại học Hùng Vương nói riêng và trong những các cái tổ chức và lưu ý quý vị đến vấn đề ăn uống như thế này, vấn đề văn hóa của dân tộc. Vì theo chúng tôi thì vấn đề ăn ở đây nó mang nhiều tính chất lắm, như quý vị đã nói từ sáng giờ, mang tính chất văn hóa, mang tính chất triết học, mang tính chất khoa học, mang tính chất dinh dưỡng vân vân và vân vân. Thì chúng tôi ví dụ như này thôi, chúng ta không thể nói đến bây giờ những người Việt Nam khác với người Trung Hoa, người ta ngồi cái bàn tròn, người Tây Phương ngồi cái bàn dài, người Việt Nam giải cái chiếu vuông và mông tròn. Tại sao lại cái mông tròn mang ý nghĩa gì? Thế thì cái mông tròn như thế là ngồi cố của Việt Nam không có một hai chục, ba chục, một chục người mà bốn cụ ngồi một chỗ, bốn người. Thế thì bốn người là mang ý nghĩa gì? Và trong những cái bát ăn, những phần ăn đó, ví dụ như nấu nướng thì bày như thế nào? Và cái cách bày đó là thường là ở hình vuông, và nấu chẳng hạn là bốn món chứ không để là hai bát thì một bát mà nấu bốn bát, ví dụ thế. Thế rồi cái món chấm thì cái nước mắm là như ở đây quý vị
đã có đặt đến là vấn đề có tính chất cộng đồng để ở giữa chấm chung chứ không chia riêng của từng người. Đó là một. Và cái thứ hai là tại sao lại để ở giữa? Đấy là những cái theo Thiền Yến nên suy nghĩ tại sao cái chấm để ở giữa và là chung, rồi tại sao lại bày những cái món này thành hình vuông và cái mâm là tròn. Vậy thì ý nghĩa của vuông tròn nó có liên hệ gì đến nội dung chúng ta không? Ví dụ cả thành như cái chữ vuông tròn nó mang cái tính chất gì của Việt Nam, bởi thế mà ngay cái bàn ăn là mâm tròn và bày vuông, ví dụ như thế, thì chúng tôi nghĩ rằng phải chăng đấy là những cái sắc thái riêng. Thế thì chúng tôi hy vọng rằng những cái tương lai nếu chúng ta có tổ chức thì làm thế nào lột được những cái đó mới là cái chính, ngoài những cái phụ là nấu như thế này cho ngon, cho thích khẩu, cho học vị, vân vân. Thì đấy là cái quý lắm rồi, nhưng mà nên nói bật lên cái đó, mà cái đó nếu còn thì đó mới là cái còn của dân tộc. Chúng ta đã có hàng ngàn năm bị đô lệ, bị ngoại thuộc, nhưng mà không mất được vì nó còn được cái bản sắc. Vậy thì bản sắc của ăn uống ở chỗ nào? Chứ còn thì những cái cách nấu như thế thì hôm nay chế biến thế này, mai chế biến thế kia, nó gia vị, nó thêm thắt vào, học hỏi thêm thì nó là khác. Nhưng mà cái bản... Cảm ơn trường Đại học Hùng Vương, cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn tất cả quý vị. Chúng tôi đã được học hỏi rất nhiều từ sáng giờ. Tuy nhiên, xin nêu lên một điểm như thế thôi. Trong những hội nghị tới là những cái cuốn sách mà chúng tôi sẽ in đấy, nhà xuất bản trẻ và nó là sẽ in ở các Việt Nam, sẽ bổ sung những điều như là bác Đám đã nói. Chúng ta còn một cái phút nữa, trước nữa thế nào chúng tôi giới thiệu những đầu bếp mà hôm nay sẽ giới thiệu của bác khi luôn là những sẽ đến đây. Nhưng mà trước khi mặt đàn cũng như là quyền anh Hoàng nói thì anh ta nói là xin mời bác Nguyễn Đình Đầu là người mà rất quan tâm đến vấn đề ăn uống của Việt Nam, cũng đã tiếp xúc với rất nhiều người ở ngoại quốc